Bữa nay là nhờ phía Đức Quan Thâm Bồ Tát thì chúng ta chia sẻ với nhau cái đề tài mầu nhiệm Quan Âm A Di Đà Phật. Quý vị thân mến, ở trong Phật giáo mình á thì Đức Quan Bồ Tát không có lạ gì với chúng ta, nhưng mà mình á thì không có hiểu hết cái hạnh nguyện và cái công năng độ sanh của Ngài Quan Thâm Bồ Tát. Nó lớn biết dường nào, Ngài không phải là chỉ cứu khổ cõi ta bà này không đâu, mà bất kỳ nơi nào có chúng sanh đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Có nghĩa là đi tất cả các nơi cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh đó ở bất kỳ nơi nào thì bà cũng đến đó cứu khổ. Cứu khổ có hai cái dạng khổ. Chúng sanh á có cái dạng khổ ngọn và cái khổ gốc. Khổ ngọn á là khổ cảnh giới, khổ gốc á là cái khổ tại sao mình tới cảnh giới đó, đó là khổ gốc. Cho nên Quan Bồ Tát á ngày thị hiện cứu khổ chúng sanh ở hai cái nơi. Thứ nhất á là khổ của cái ngọn, thứ hai là khổ của cái gốc. Như vậy thì mình á bị bệnh hoạn ốm đau, rồi bị xui xẻo, bị tai bay quả gửi, bị sao hạn sao xấu, rồi là bị già, bị bệnh, bị chết đó. Cái khổ đó chẳng qua là khổ ngọn thôi chứ không phải khổ gốc. Cho nên thường thường á mình cầu bà cứu khổ á thì là thường là cứu cái khổ ngọn thôi. Nghĩa là mình bệnh quá đó, mình cầu Quan Bồ Tát nha. Ví dụ là mình bệnh nhiều quá đó, cái có người á người ta tụng cái bài chú á, vì chú nào mà có Đức Quan Âm là được. Ví dụ như chú Đại Bi, ví dụ như chú Chuẩn Đề, ví dụ như là chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Quý vị biết không, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn án Mani Bắt Dị Hồng á, hoặc là chúng ta trì cái tiếng Phạn á, Ôm Mani Bắt Mi Hồm, tức là trì câu chú đó, hoặc là ông ta trì cái bài chú Chuẩn Đề, Khệ Thủ Y Y Tô Đất Đế, Đầu Diện Định Lễ Thất Cu Chi, Ngã Kim Xưng Tán Đại Chuẩn Đề, Di Nguyện Từ Bi Thùy Gia Hộ, Nam Mô Tát Đa Nẵm, Tam Miệu Tam Bồ Đề Cu Chi Nẵm, Đát Điệt Tha Án Chức Lệ, Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Chúng ta trì vô ly nước, ví dụ như ở đây là ly nước nè, đó ta kiết ấn Quan Âm đó, là mình trì vô ly nước, mình tập trung tinh thần trì vô ly nước và cầu Đức Quan Thâm Bồ Tát Gia Hộ, quý vị long thành Phật chứng. Quý vị tin đi, quý vị về làm đi. Cái tâm mình á là lòng thành, nào Phật sẽ chứng cho mình. Và cái công năng của chư Phật, chư Bồ Tát á sẽ gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi. Ví dụ như người nào bị tật bệnh á, bệnh nhiều ha, bệnh ung thư hoặc là bệnh cũng gần vậy đó, bắt đầu người ta trị, người ta uống hàng ngày, uống thuốc thì uống tức là uống thuốc Phật viên, rồi thuốc đời viên, dân dân, chứ đừng uống thuốc đời không mà không uống thuốc Phật. Uống thuốc Phật viên thì Quan Bồ Tát á ngài dùng thần lực, hoặc á là ngài xoay chuyển cho một người nào có khả năng giúp mình thoát khỏi cái đau khổ của hiện tại, tức đau khổ ở ngọn đó. Mình tính đâu á là Quan Bồ Tát á xuất hiện á là phải như là mình hiện thân, hiện hình biến tướng, mình nhìn thấy cái đó cũng có nữa chứ không phải không. Nhưng mà đa phần á là Đức Quan Bồ Tát á là tùy duyên mà biến hiện giác ngộ chân hồng. Ví dụ như ở trong kinh Phổ Môn phẩm 25 kinh Pháp Hoa á, là khi cần hiện Tỳ Kheo, hiện Tỳ Kheo, khi cần hiện Tỳ Kheo Ni, hiện Tỳ Kheo Ni, khi cần hiện U Bà Tắc, hiện U Bà Tắc, khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. Chứ không phải là lúc nào cũng hiện thân Quán Thâm Bồ Tát như là ông ta thấy ông ta đang thờ tôn tượng của Ngài mà xuất hiện đâu. Nhưng có những lúc đó quý vị cũng có xuất hiện chứ không phải là không. Cái này nè, ai tin không tin thôi. Chính bản thân Thầy nè, thì đó Thầy lên trên núi Cô Tô á, ở trên bảy núi dùm Châu Đốc á, thì Thầy lên trên đó cái núi đó, mà gần tới cái ngọn núi này, tức là còn khoảng chừng 50 thước nữa tới ngọn núi, Thầy thấy nguyên một cái tượng đài của Đức Quan Bồ Tát, mặc áo màu xanh nước biển, cao lắm thì ước tính cao khoảng chừng 100 mét á, chứ không có dưới. Thầy nói là rồi sao mà ở trên núi nó cao cỡ này mà lại có cái tượng, ai làm cao dữ vậy?
Có nghĩa là người ta làm sao mà làm được cái tượng cao ở trên núi quá trời cao, mình thấy mình ngước lên dữ lắm mới thấy được cái tượng Đức Quan Âm Bồ Tát. Thì là cái núi núi lúc đó là nó đứng đây nè. Thì ở trong tâm của thầy đó thì nói là thôi bây giờ mình gắng cố gắng lên tới chỗ đó đi, rồi mình lại ở xa này mình nhìn thấy gì thôi, mình gắng cố gắng lên tới. Không có, mình tiếc dễ sợ là lúc đó phải thầy nhìn kỹ được rồi, tức mình nhìn lên thấy thôi chứ không có nhìn kỹ hết á, tại mình tính là đó là cái tượng của Đức Quan Âm thôi. Thì cái đó là trong lòng mình, chỉ mình biết thôi, đâu ai biết. Nhưng mà mình nói người ta tin tin thôi, nhưng mà tôi thấy vậy đó chứ tôi không biết sao nữa. Thì cái đó là tượng Quan Bồ Tát luôn á. Có nghĩa là có những người á, còn có cái chú đó, chú đi biển á, cái chú bị chìm tàu, cái đó thì đi qua Mỹ á, thấy nhà chú á, là thờ Đức Quan Bồ Tát. Thầy mới hỏi chú quy y chưa, chú là chú không quy y, là ông quy y xong thờ Phật. Ông lên này là tại vì á, được Quan Bồ Tát cứu nên ông thờ. Ông đi trên biển á, có gì cái thuyền bị lũng, nước nó vô 1/3 thuyền rồi. Lúc đó đó thì ở trên thuyền tới mấy trăm người lận. Cái lúc đó chú là mới quỳ xuống, chú trực nhớ là bà nội chú dặn là đi đâu mà bị tai nạn, bị cái gì mà cấp bách đó thì nên nhớ tới danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát. Ngài nói trong kinh Phổ Môn á, mình niệm tới danh hiệu Ngài. Do đó chú quỳ xuống, chú Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Âm Bồ Tát, chú chỉ nhớ được nhiều thôi. Và chú quỳ mà nói chung là cháu chết đó, có nghĩa là chết chắc không còn gì trên trời chiều mà ngoài biển mênh mông sóng gió nữa, mà mưa tới nữa chứ, mà thuyền nó lại lũng nước kiểu đó, chút xíu là ngập thuyền là chìm hết. Cho nên đó là chú quỳ xuống, chú niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Âm Bồ Tát, mà chú niệm thành tâm thành lòng. Nhưng mà chú không ngờ chú niệm một câu cái cả cái tàu của chú quỳ xuống một lúc, người ta niệm theo chú giống hệt như là chú là dẫn chúng vậy đó. Chú bất chợt thì chú quỳ xuống thôi, chú niệm thôi, mà tất cả ta quỳ hết theo ta niệm. Mà trời chiều mà trời sắp lặn á, nguyên một cái không gian mấy trăm người ta niệm lớn, gọi lớn mà thành tâm á. Quý vị muốn biết niệm thành tâm là niệm lúc đó đó ha. Niệm á mà lúc mà máy bay mà bay mà không đáp xuống được đó nha. Niệm mà lúc á mà xe chạy đi qua mấy cái đèo á, mà nhìn xuống dưới thâm thẳm ở dưới á, như đèo Hải Vân đâu ha, nhìn đổ đèo xuống mà tài xế là trời cái thắng sao bữa nay bộ hình như không ăn hay gì nha. Lúc đó trời ơi niệm dữ dội lắm nha. Mình nói là niệm thành tâm chừng nào á thì được chứng đó. Cho nên lúc đó mới niệm thành tâm đó. Còn bình thường mình niệm cho hay thế chứ không phải thành tâm. Bây giờ mình niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Bồ Tát thì mình làm cho nó hay thế. Nhưng mà lúc đó niệm thành tâm nha. Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Âm Bồ Tát. Niệm mà nói chung là có nhiêu tâm thành đem ra hết. Do đó mà chú quỳ xuống chú niệm cái quý vị, chú thấy nguyên cái cục mây ở ngoài trước mũi tàu á, quấn lại thành nguyên hình Đức Quan Âm Bồ Tát trên cái mũi tàu chú luôn á. Và không biết làm sao á, gió nó thổi đổi chiều, gió thổi từ chiều này nè, rồi lúc đó gió thổi ngược qua lại thì nguyên cái tàu của chú được tấp lên đảo, được người ta cứu hết, không có chết người nào chứ. Quý vị thấy chết trong gang tấc không? Lúc đó chú mới tin đây, chú về chú lập tượng Quan Âm Bồ Tát, chú thờ chú không quy y chứ. Chú nói là chú không có quy y Tam Bảo, chú thờ Quan Âm Bồ Tát là tại vì Bồ Tát cứu chú thôi. Trong lòng chú vậy. Còn có nhiều người á nói là lúc đó là cái vòi rồng, có nhiều người lúc đó là mưa á, cái vòi rồng xuống đó, rồi mình thấy cái hình tượng giống Quan Âm Bồ Tát thôi chứ đó là vòi rồng. Nhưng mà ở trong mấy trăm người đó có nhiều người là cho ý kiến vậy đó. Nhưng mà chú nói là nó đâu trùng hợp dữ vậy, tại vì chú quỳ xuống á, là niệm mấy niệm cái là lúc đó quấn ở ngoài trước mũi thiền sát bên luôn đó, và chú thấy hình tượng Quan Bồ Tát rõ ràng luôn. Và chú trong lòng á, chú là tin Quan Bồ Tát cứu chú. Còn ai không tin thôi, ở đây là đức tin của mình thôi, chứ không là nói là có hay không có gì đây cả. Ai tin á thì là Quan Bồ Tát xuất hiện, ai không tin là nói dòi rồng lúc mưa vậy thôi, không sao cả. Quý vị, nhưng mà đối với chú là chú tin tưởng điều đó. Nhưng mà với bản thân thầy cũng vậy đó, thầy tin tưởng điều đó, cái lòng tin của mình là mình có quyền, mình có quyền tin. Còn ai tin thôi, không sao cả quý vị. Nhưng mà đối với Đức Quan Bồ Tát, Ngài đã nguyện rồi, nếu chúng sanh ta bà này còn đau khổ, Ngài quyết không làm Phật. Cho nên tại sao gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát trong Phật học giáo khoa thư, hoặc là ở trong phẩm 25 Phổ Môn của kinh Pháp Hoa nói rằng
Quán Thế Âm là quan sát âm thanh ở thế gian, âm thanh kêu cứu, tức là âm thanh kêu giống như là một cái người con mà kêu mẹ vậy đó, ghéo mẹ đó quý vị. Người con mà ghéo mẹ về vậy đó quý vị. Kỳ đó thầy đi ngang phà nè, nghe cái đoạn cải lương cái tuồng gì á, nói tới người con. Và bà nói là má quên sao được, cùng cái giọng ấm ấm thương thương, cứ mỗi chiều về đứng cạnh bờ hè mà gọi mẹ. Mình nhớ câu đó đó. À, tức là mấy cái ông mà đi bán vé số, ông kéo cái thùng lo đó, ông đi phát đó, thì mình nhớ cái câu. Nhưng mà cái câu đó là ăn sâu vào trong lòng của thầy á, là cái tiếng gọi của một người con với người mẹ. Tại vì ở quê thầy cũng là cấy lúa đó, rồi chiều người mẹ với người cha mới về, thì những cái đứa con nhỏ nhỏ nè đứng ở ngoài đó, cặp bờ hè nó trông ra xa có người mẹ người cha về không, rồi vừa về tới mới gọi đó, tiếng gọi tha thiết lắm. Lúc đó nó nhớ cả ngày, mà đứa con 3 tuổi mà mẹ đi đồng ruộng cả ngày mới quay hoài về, thì lúc đó nó nhớ dữ lắm. Nên từ mẹ về tới mừng dữ lắm, gọi cái tiếng mẹ đó, gọi cái tiếng đó, tiếng nó tha thiết, nó thân thương, nó tha thiết, mừng rỡ lắm. Dân dân thì lúc này cũng vậy đó quý vị. Chúng ta là cái tiếng kêu cứu của mình, là tại vì mình đau, mình khổ thế gian này. Mỗi người đều có những nỗi khổ khác nhau. Mỗi người á thì 1, 2, 3, 4, 5 cái nỗi khổ. Còn một nỗi khổ lớn, nỗi khổ vừa vừa, nỗi khổ nhỏ. Người nào cũng có nỗi khổ ở tại thế gian này hết. Quý vị nghe cái bài hát gì không? Đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như dâu, là khổ gì già đó. Quý vị, còn giờ có nghe bài hát không? Đó là khổ gì già phải không? Nghe bài hát á là tiền khô cháy tôi có ai hiểu cho. Khổ bởi gì? Khổ bởi thiếu phước. Thiếu phước không có tiền. Quý vị hiểu không? Đó người ta nói khổ đó. Quý vị thấy không? Rồi á là hát cái bài mình nghe á, ta hát cái bài á. Đường thương đau đầy ái dân gian, ai chưa qua chứ phải là người trong thối đời cười ra nước mắt. Khổ không? Nghe không? Cái gì khổ không? Khổ bởi sao? Bởi bạn nó phản. Xưa trắng tay gọi nhau bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thăm giao, còn gian dối cho nhau. Thấy không? Cái khổ tại bạn đó nó phản bội, hoặc là người yêu nó phản bội. Dạ, quý vị thấy chứ khổ chưa? Mình nghe bài hát cái mình nhìn thấy khổ. Dạ, quý vị, thầy nghe bài nào người ta nghe nó hay mà thầy nghe thầy nhìn khổ không à? Bữa đó thầy về dưới quê á, nghe ông anh á, thầy không bắt cái bài hát. Em ơi em, con đường em theo đó, con đường em đi đó đúng hay sai? Hình như là cái bài đó là bài của Diệu Vũ Thành An nè, bài ca không tên. Cuối hàng trâu ông ngồi ông nghe ông mê mẩn, thầy là trời ơi, ông này bị bồ bỏ nè, phải không? Nó bỏ đi lấy chồng, cho nên ông ngồi ông khổ, ông than ông khổ, bởi vì không biết sao thầy nghe bài hát toàn là thấy người ta khổ không à. Ông là bài hay muốn chết mà ngồi thầy ngồi phân tích hồi thấy nó hết hay. Rồi bây giờ nó thấy cái ông á mà kéo chiếc xe kéo đi ngang, bắt nhạc á quý vị, bắt nhiều cái bài nhạc hay lắm. Mà mình nghe toàn là thấy nó khổ với đau không à. Không có bài nào không khổ đau chứ. Không có gì, biên cương lá rơi thù à em ơi, đường dài mịt mụn không đến nơi, cũng khổ luôn, chia tay sanh ly tử biệt đúng không? Ông Võ Đông Sơ ổng chết ở chiến trường, còn là Bạch Thu Hà ở nhà ái biệt ly khổ đúng không? Đúng không? Nghe bài nào thấy cũng khổ, mà không có bài nào mà không khổ chứ ha. Bởi vậy đừng có cho thầy nghe mấy bài hát, nghe bài hát là hồi thấy cuộc đời nó khổ không à. Cũng có gì đâu, thử coi bài nào là không khổ đâu, nhất là nhạc tình là nhạc khổ không á. Có gì thấy không? Cho nên nó có những đồi hoa sim thấy không? Cũng khổ. Đồi hoa sim, đồi hoa tím, chiều quang biền biệt thấy không? Rồi biền biệt chia tay chứ còn gì nữa, thấy không? Đâu là cũng khổ quá. Còn về đâu mái tóc người thương cũng khổ phải không? Về đâu mái tóc người thương á, biết bài đó không? Hồn đã rơi vào mắt em gì đó, đó cũng thua luôn, khổ. Người ta đi lấy trọng tiêu ngồi đây ngồi than không à, cũng khổ.
Cho nên á, cuộc đời này á, là dạng khổ, nên quan Thế Âm Bồ Tát đi đến thế gian này để cứu khổ chúng sanh. À, quý vị, chúng sanh đau khổ gì bà cứu đó. Chúng sanh có hai loại đau khổ. Cái đau khổ trên hiện tượng là đau khổ chúng ta nhìn thấy. Còn cái đau khổ nó khuất trong những nẻo của tâm hồn là đau khổ tại sao đến cái nơi khổ, là cái đó mới là đau khổ gốc á. Đau khổ ngọn là đến cái nơi mà thọ khổ, còn đau khổ gốc là tại sao đến cái nơi thọ khổ mà không đến nơi khác. Bây giờ ví dụ như cõi ta bà này khổ quá, vậy tới đây làm gì? Nghe không quý vị? Rồi bây giờ địa ngục khổ quá, tới địa ngục để làm gì? Ngã quỷ khổ quá, tới ngã quỷ làm gì? Súc sanh khổ quá, tới súc sanh làm gì? Gặp cái ông này khổ quá, gặp ổng làm gì? Không, gặp cô này khổ quá, lại gặp cô này làm gì? Quý vị có nghe cái bài hát gì không? Xưa yêu anh một lần rồi đau thương trọn kiếp. Trời ơi, yêu có một lần đau trọn kiếp. Thôi rồi, thấy sao không mày? À, quý hiểu không? Đó khổ muốn chết luôn, gặp làm gì? Yêu có một lần đau tới một kiếp lận không quý vị? Thà rằng yêu chi à, mà đau nguyên kiếp người vậy nó khổ ghê gớm lắm. Thấy chưa? Cho nên á, là ở thế gian này ai cũng có cái nỗi khổ riêng của người ta hết á. Và ở cảnh giới nào cũng có nỗi khổ riêng của người ta hết á. Thì tại sao ở cảnh giới này, ở cảnh giới kia mà người ta khổ quý vị? Là người ta gieo cái nghiệp ác. À, quý vị, ta gieo nghiệp ác và người ta không có tu. Hai cái không tu gieo nghiệp ác là khổ chắc. À, quý vị, tại sao người ta đến thế gian này là tại vì bởi người ta vô minh, không có trí tuệ. Cho nên đó, người ta không có chọn lựa được cái cảnh giới mà sanh ra. Cái người nào có trí tuệ, đạt được cái trí tuệ, người ta sẽ chọn được cái cảnh giới mà người ta sanh ra. Cho nên hiện tại bây giờ á, là tại sao mình lại khổ? Tại vì khổ á, là mình thiếu phước. Tại vì khổ á, là mình thiếu tu. Có hai cái đó là hiện tượng nó khổ. Bây giờ ví dụ một người nào đó, bất kỳ ai đó quý vị, là thiếu phước. Cho nên làm cách nào đó Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, muốn á, cho chúng sanh chúng ta sống trong cuộc sống đau khổ mà mình không đau khổ á quý vị. Thì mình có hai thứ. Cuộc sống này đầy dẫy đau khổ mà mình không có khổ chút nào. Chứ ai khổ khổ à, mình sướng. À vậy đó, đi chỗ nào đó ai khổ khổ mình sướng vậy đó. Thì làm gì? Thứ nhất á, mình có phước. Thứ hai là mình có tu. À, quý vị, con người ta có phước á, thì lại sống sung sướng trong nhung lụa. Có phước á, thì giàu sang phú quý. À, có phước á, thì có tiền rủng rỉnh. Có phước á, là đẹp. Có phước á, là khỏe mạnh. Có phước á, là sống dai. Có phước á, thì là mình gặp ông chồng á, là vừa giàu vừa đẹp trai á, là vừa thông minh trí tuệ vừa trung thủy. À, còn có phước á, gặp mấy đứa con á, hiền lành dễ thương, học giỏi ngoan ngoãn. Đó là có phước không đó? Mới có. Đó là quả báo của phước, làm cho chúng ta trổ ra cõi này á, thật là an ổn. Cho nên cái người nào mà có phước á, quý vị không có lo gì hết trơn á. Bây giờ á, cái người không có phước á, mà cũng không có khổ nữa, đó là người nào? Là người có tu. Người có tu mà không có phước cũng không có khổ nữa. Người ta có tu á quý vị, cho nên á, người ta có ngũ căn ngũ lực. Từ ngũ căn ngũ lực có cái sức mạnh của nội tâm đó, nên á, là tám gió cuộc đời mà có đánh vào đi nữa cũng bình thường à. Tám gió cuộc đời gọi là bát phong đó. Cho nên có chữ là bát phong suy bất động. À, có nghĩa là tám gió cuộc đời đập vào. À, tám gió cuộc đời là gì? À, thành công nè, thất bại nè, khen chê nè, rồi à, khổ vui nè, vân vân. À, quý vị, thì tám gió cuộc đời mình á, chỉ có là ví dụ như mình thành công á, mình vui, thất bại mình khổ, khen mình vui á, chê mình khổ. À, ví dụ vậy đó, thì cái đó gọi là tám gió cuộc đời đó. Những cái xung quanh đời sống của mình nó đập vào ở trong mình, nhưng mà mình có tu tập mình mới thấy được rằng tất cả thế gian này đều là vô thường. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Mình nhìn thấy được vậy rồi đó, cái gì cuộc đời gì xảy ra mình cũng không khổ, nhưng có nghèo cũng không khổ, mà giàu cũng không có sướng gì chứ. Là tại vì chúng ta biết cái đó là nhân duyên, cái đó là phước và tội người ta đã từng gieo thôi. Ai mà đã từng gieo phước á, hôm nay phước nó trổ ra thì người ta sướng chút thôi, ngày mai xài hết cái phước đó cũng khổ như thường. À, quý vị, phước nó không phải là mãi mãi, trên đời không phải mãi mãi. Cho nên có phước á, thọ mạng á, thì mình sống dai, nhưng sống dai chứ không phải là không chết. Hiểu không? Rồi á, có phước á,
Tài lộc là giàu sang phú quý. Giàu sang phú quý chứ không có nghĩa là phú quý giàu sang hoài, tới ngày nào nó cũng hết à. Rồi á, là con người ta có phước á thì là đẹp lắm á quý vị. Đẹp không phải là đẹp mãi mãi, đẹp cho tới một ngày là da nhăn gối mỏi chân trồn nó cũng hết đẹp ha à, quý vị. Rồi bây giờ á là người ta có phước á quý vị, gia đình đông đúc, con cháu đầy đàn, tới có vợ có chồng rồi mỗi đứa đi nơi à cũng không còn à, quý vị thấy chưa. Cho nên cái phước mình xài lúc nó hết phước. Mà cái gì mà đã hết phước rồi đó quý vị, là người ta hết thời. Mà người ta hết thời á, thì người ta khổ à. Nhưng mà cái người á quý vị hết phước rồi, nhưng mà người ta có tu người ta cũng không khổ nữa. Tại vì á, người ta có tu người ta hiểu rồi, cho nên người ta không có chấp vào hoàn cảnh nữa. Tùy duyên à, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Các pháp do duyên thì nó tạo ra, hết duyên nó mất đi. À, chứ có gì đâu á, mà khổ mà chi á, cho đời nó khổ mãi. À, cho nên đó quý vị mình biết được vậy rồi á, nên có tu á, người ta á, bình tĩnh trước cuộc đời. Bình thường à, nhẹ nhàng thanh thản trôi đi ở trong cuộc đời. Cuộc đời nó dẫu như thế nào đi nữa, nhưng mà mình có tu á, thì mình cũng không có khổ. Cho nên Đức Quan Thâm Bồ Tát ngài đến nơi này á, quý vị, ngài cứu khổ cho chúng sanh. À, ngài cứu khổ chúng sanh sống trong cảnh khổ mà không còn đau khổ, là ngài chỉ dạy cho ta một cách để tạo ra nhiều cái phước báo cho mình. Đó là cái cách đi phục vụ nhân sanh đó. Phục vụ chúng sanh là tạo phước cho mình, giúp đỡ chúng sanh là tạo phước cho mình. Tất cả cái gì đó mà mình làm lợi ích cho chúng sanh đó là tạo phước cho mình. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là dạy chúng ta cái cách để mà tạo ra, cái đó mới là cái mà nó bền lâu. Còn ví dụ như người ta cho mình á, tiền bữa ăn hai nó cũng hết. À, ví dụ như mình bị bệnh nè, Quan Âm Bồ Tát cứu, cứu lần này chứ lần sau có biết gặp nữa không cứu. À, quý vị thấy chưa? Nhưng mà ví dụ như chúng ta có phước, chúng ta có thể vượt qua được nhiều lần. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ bằng thần lực của ngài á, thì chỉ có được lần thôi, chứ không có được lần thứ hai. À, lúc nào mình thành tâm thì được, lúc nào không thành tâm thì không có được. Nhưng nếu mà phước báo của mình nó sẽ cứu cho mình cả đời luôn. Vậy thấy không? Cho nên đó, chúng ta tạo phước báo thì chính phước báo nó cứu khổ chúng ta đời này và đời sau. Còn chúng ta cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát thì được chỉ có một lần thôi. Mình phải hiểu vậy chứ không phải lần nào cầu cũng được. Đấy không có gì. Nên đó, bữa hổm cô Phật tử là thầy bữa hổm thầy nói chị 12.000 biến chú đại bi nó hết khổ, mà con chị hổm gầy con xé vé số xé một lóc không thấy chúng. À, hỏi sao lại khổ gì mà xé vé số, là khổ không có tiền. À, bây giờ không có tiền bạc gì không có làm gì được hết trơn á, ở trên đời này không có tiền không có làm được gì hết trơn á. Cô nói lên trên đời này sống phải có tiền nên con khổ dữ lắm. Nên con nghe thầy nói là trì 12.000 biến chú đại bi á, thì á, là cậu gì cũng được. Cho nên con trì hổm gà cũng trì 6-7.000 rồi, mà con muốn á, là trúng số đầu thì cũng được. Không thôi á, là trúng an ủi cũng được. Không thôi á, là Bồ Tát cho con vài con xỉu chủ cũng được. Bởi vậy đó. Trời ơi, bây giờ á, là trì mới có 6.000 biến mà đòi trúng số rồi. Ta chỉ tới 12.000 biến lên, chỉ 6.000 biến đầu trúng số rồi quý vị. Là bây giờ á, là con đang đau khổ gì không có tiền, bây giờ con á, chỉ để con cầu để cho có tiền á, mà thôi không quý vị. Nhưng mà quý vị hãy nhớ một điều nghe, mình có tiền mà không đủ phước là mang quả đó. Chúng ta có phước bao nhiêu đây, có tiền bao nhiêu đây á, thì mình còn giữ đó bền chắc được. Chúng ta không có phước mà ham có tiền nó mang quả không quý vị. Có ông ở trên Bình Dương nè, mua 5 tờ vé số, vừa dò trúng cái một ngã ngang, mời quý thầy tụng đám nè. Trúng cái ngã ngang luôn. Đó quý vị thấy không? Thôi, ổng bệnh tim mà đi mua vé số. Quý vị ai mà bệnh tim ha, hở van tim, hở họng tim, tim lớn, tim nhỏ, hẹp van tim, rồi là thông liên thất, thông liên nhĩ, tim thòng, không có được mua vé số. Tim phải tim xịn, phải không? Tim inox mới được mua vé số. Hiểu không? Chứ còn mà yếu tim quá mua vé số là mình dò cái xỉu sao. Cho nên quý vị chúng ta cầu Quan Bồ Tát cứu khổ cho mình thì ngài cũng có thể dùng thần lực cứu khổ mình nếu mà chúng ta thành
tâm. Nhưng mà lâu lâu chỉ được lần thôi, nhưng mà phước báo của mình nó mới cứu mình được nhiều lần. Cái người có phước báo nó chỗ ra giống hệt những cái áo giáp che chở đâu quý vị. Đâm ở dưới có áo giáp che chở, đâm ở trên có áo giáp che chở, chém vô có áo giáp che chở. Có nghĩa là cái phước báo của mình đó, nó làm cho mình nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Cho nên cái áo giáp đó mới là áo giáp che chở bền lâu. Còn cầu Đức Quan Bồ Tát thì lâu lâu cũng được lần, chứ không phải là lần nào cũng được đâu. Không có gì, cái đó là thật đấy. Có nhiều người cầu rất là linh ứng là tại vì lúc đó mình đủ cái độ thành tâm. Cho nên là Ngài dùng thần lực, Ngài cứu khổ cho mình. Nhưng lần khác mình không có đủ độ thành tâm thì là không có cảm, làm sao có ứng. Quý vị, cho nên chúng ta cầu Bồ Tát thì cầu, nhưng mà mình cũng thủ cho mình thì thủ nha. Phước nó thủ, mà phước đem được đi qua kiếp sau. Ví dụ nha, quý vị, chúng ta có phước kiếp này xài không hết, bắt đầu chúng ta đem nó qua kiếp sau. Chúng ta có tiền kiếp này xài không hết, để lại cho người khác. Cho nên cái người mà không làm phước á, hơi bị dại á. Làm ra biết nhiều tiền chết để lại cho người ta không. Mà cái người không làm ra tiền mà xài đồng tiền của mình, họ xài xa láng, xài thì sớm xài thả ra luôn. Đó gọi là 100% luôn á. Xài mà tiền gọi là ngắt khỏi cần điểm á. Không có hiểu không? Còn cái người nào mà xài ra tiền á là mình biết liền. Cái người làm ra tiền xài trên đồng tiền của mình á, họ mua đồ họ đắn đo lắm. Và họ xài họ điếm rất kỹ lưỡi, liếm kỹ lắm nha. Còn cái người nào á mà xài tiền của người ta á, ngắt không, ngắt ngang không à. Còn xài tiền của chính mồ hôi nước mắt mình làm ra đó, trời ơi xài gối đồ kỹ lắm nha. Còn mà xài tiền của người ta cũng cuộn bỏ túi vào trong, không có điếm kỹ là tiền của người ta. Nên xài ngắt như thôi, sắc nào hết ngắt cọc khác thôi. Cho nên đó quý vị, mình mồ hôi nước mắt mình làm ra, nhằm khi mình làm ra đồng tiền đó còn bị tội nữa đó. Ví dụ như buôn bán ngoài chợ, buôn gian bán lận, căng già căng non, nói dốc nói láo mới lợi nhiều, quý vị hiểu không? À, mình thường hay chị đem đồ hết đát, cái tháo cái đát này ra lắp cái đát vô khác rồi bán cho người ta. Quý vị, đó lừa người ta chứ còn gì nữa, căng già căng ngon. Cuối cùng tội mình lãnh, tiền thì người ta xài. Do đó cái người có phước mình xài không có hết phước, phước nó chuyển qua kiếp sau. Cái người có tiền xài không hết tiền, tiền nó để lại. Suy nghĩ như vậy hiểu rồi đó. Với suy nghĩ hiểu đó. Cái người mà không có phước đi qua kiếp sau quý vị nó khổ dữ lắm. Ví dụ thành người phải không, nghèo, xấu, bệnh tật ốm đau, bị tàn hiếp, sanh ra nơi biên địa hạ tiện, không có trường học, không có bệnh viện, không có phương tiện y tế, quý vị bệnh hoạn tối ngày đó. Rồi đó, sanh ra cái chỗ đó, là cài sâu cuốc bẩm, lao động cực nhọc mà làm đầy tớ đồ cho người ta không à quý vị. Cho nên á, cái người không có phước, cho nên quý vị làm gì làm cũng phải mang phước qua kiếp sau nha. Phải thủ mớ phước, phước đừng có xài hết để mớ qua kiếp sau. Tiền có quyền xài hết, tiền có quyền xài hết cắt ít thôi. Nhưng là người lớn tuổi á quý vị, thôi giờ xài hết trơn đi, có con có cái nó lo rồi. Còn không thôi mình thủ ít mình cũng phải để lại cái tấm giấy à, viết à. Tiền của tao mai mốt á, tao mà có theo ông theo bà, tụi bay cũng phải làm phước à, đem đi chùa rồi cúng nha. Rồi đi cho người ta nghe, làm lành làm phước nghe. Tiền này vậy mới có phước của mình, chứ còn thôi đâu có phước của mình. Nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, Ngài đến đây cứu khổ cho chúng sanh. Cho nên á, Ngài dùng thần lực cứu khổ cho mình á, là những phương tiện gọi là cấp bách. Chẳng đặng đừng phước mình không có đủ để vượt qua, nên Ngài thêm chút thần lực cho mình vượt qua thôi. Chứ nếu phước mình có đủ vượt qua thì Ngài chỉ hướng dẫn mà thôi, chứ Ngài không có là dùng thần lực để cứu khổ cho mình khi mà mình đủ cái năng lực để vượt qua. Quý vị, còn chừng nào mình không đủ năng lực vượt qua đó, xém chết đó quý vị, thì Ngài em mới cứu. Nên Ngài cứu những khi cấp thời cấp bách thôi. Quý vị, còn mình tự cứu mình mới là cái lớn. Mình tự cứu mình đó là bằng cách mình làm những việc phước, tích phước, mình mới tự cứu mình. Cái thứ hai nữa là mình có tu thì dầu ở nơi đau khổ mà người có tu không có khổ. Người có tu không có khổ nơi đau khổ. Còn người không có tu á quý vị, ở nơi khổ khổ gấp hai. Còn người mà có tu ở nơi khổ mà không có khổ. Ví dụ như ở nơi này nơi đau khổ già bệnh chết này, người có tu á tay nhẹ thàng thanh thản, tôi tu hạnh xả bỏ. Quý vị á, là xả bỏ hết tất cả gì ở trên đời á, là bỏ ra hết, không có giữ lại gì. Quý vị
ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa sâu dậm về, có còn để lại gì đâu quý vị. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không à. Cho nên đó quý vị, chúng ta hãy cố gắng mà tu đi á, chứ lên đây giành giật rồi đấm đá làm chi cho mệt. À, quý vị, người này đấm cái mặt người kia xưng chù dù, người kia đấm lại á, cái hông xưng chù dù, thì thôi người nào cũng xưng. Người ta gọi là nai giạt móng chó cũng le lưỡi, đúng không? Hai người đấu nhau á, hai người giận nhau, hai người chửi nhau, hai người đấu nhau thì người nào cũng bị tội chứ không quý vị. Cho nên mình nhịn á, là thượng sách á, là mình nhịn nhục người ta đi quý vị, là mình tu tập. Cho nên á, đứng giữa cuộc đời dầu bất kỳ nơi nào đau khổ, mà người có tu người đó bớt khổ, ít khổ và không khổ. À, quý vị, dầu cho nơi đó là cái nơi đau khổ. Nên Quan Tham Bồ Tát ngài đi đến đâu á, ngài dùng phương tiện để cứu khổ cho người ta về cái khổ ở trên hiện tượng, nhưng ngài dùng phương tiện quyền xảo để cứu khổ cho người ta về mặt tâm linh. Cái đó mới là cái gốc vấn đề. Quan Bồ Tát ngài luôn luôn lúc nào cũng hướng người ta đi đến sự giác ngộ giải thoát, mới vậy giải quyết tận gốc của đau khổ. Cái gốc của đau khổ á, là nằm ở chỗ vô minh phiền não, nằm ở chỗ đi vào trong cảnh giới khổ đau. Cho nên ngài độ cho người ta thông qua cái việc ngài cứu khổ, ví dụ ngài hiện thân người này, hiện thân người kia để cứu khổ chúng sanh trong cõi ta bà này. Nhưng chính cái hiện thân của ngài đó, ngài lông vào đó để ngài độ cho người ta tu tập. À, vậy tu tập mới thoát khổ vĩnh viễn. Cho nên Đức Quan Bồ Tát, quý vị đừng có nghĩ rằng Quan Bồ Tát chỉ cho gạo, cho tiền, cho bánh, cho mứt, cho nhà, cho cửa, cho này cho nọ. Cho nên đó là cái phương tiện độ đời thôi. Mình cứu người ta để cho người ta thoát khỏi đau khổ trước mắt, rồi người ta mới cảm tình, từ đó mới có cái dịp để mà cứu khổ cho người ta, để người ta đau khổ vĩnh viễn, những kiếp về sau không còn đau khổ nữa. Là cái người đó phải có trí tuệ, phải có giác ngộ, nên người đó không còn đau khổ vĩnh viễn về sau nữa. Cứu khổ đó mới là mang tính nhân văn đó. Còn cứu khổ mà bất thình lình á, khổ bệnh, khổ già, thiếu gà nhà, thiếu gạo đó, là mang tính nhân đạo thôi. À, quý vị, mang tính nhân đạo là mang tính nhất thời, mang tính nhân văn mới mang tính đẳng cấp. À, có nghĩa là cứu khổ làm sao cho người ta tận diệt cái đau khổ ở trong tâm của con người ta. Đi tới đâu người ta cũng hết khổ, nhưng là tận diệt đau khổ trong tâm. Thì cái gì để làm tận diệt đau khổ trong tâm á quý vị? Đó là trí tuệ ba la mật. Cho nên làm gì làm á quý vị, chúng ta phải quân tu trí tuệ. À, bằng cách là người ta học pháp. Cái người học pháp quân tu trí tuệ, cái người tu tập quân tu trí tuệ, cái người tư duy pháp quân tu trí tuệ. Đó gọi là tam tuệ học á, là văn, là tư, là tu á quý vị. Cho nên á, sớm sớm chiều chiều ai gì phải nghe bài pháp, giá nào cũng nghe bài pháp á quý vị. Nghe đi, nó có mất mát đường nào chứ, nghe đi khai tâm mở trí. Con người ta không nghe pháp á quậy dữ lắm, mà nghe pháp nó hết dám quậy. À, quý vị chưa tu, tu khác, quậy khác, quậy mang tội. Tu á trí tuệ phát sanh, nhưng có người chưa tu mà quậy, có người tu á nó bớt lại. À, quý vị, cho nên chúng ta nghe pháp, ta hiểu đạo đó, thì là mình biết nhân quả nghiệp báo, mình nó dừng lại bớt những cái ác ở trong tâm của mình, ác ở trên tướng của mình và ác ở trên miệng của mình, tức là trên khẩu của mình đó. Cho nên hàng ngày quý vị hãy nghe một hai bài pháp đi, cứ làm chuyện đó chúng ta bắt nghe. À, quý vị, nên con cháu bây giờ thương ông bà cha mẹ đừng có cho gì nhiều chân á, cho cái tivi gì, cho cái đường dây internet. À, vô internet á quý vị có nhiêu 200.000 tháng, à, là quá trời rồi, xài ngon lành rồi. Rồi cho cái smartphone. À, quý vị cho cái chi cho nó nhiều. Nếu mà iPhone á thì cho iPhone 13 được rồi, hiểu không? Còn Samsung á thì cho Note 10 được rồi, chứ cần chi nhiều, à, quý vị thấy không? Còn mà cho mà laptop á là thì cho mày máy tính cái nào có trái táo chẳng là được rồi, phải không? Gắn lên chứ cần gì cho gì. Bắt đầu mình vô mạng internet, phải không? Mình vô trong cái YouTube á, à, vô YouTube á, à, mình muốn tên giảng sư đánh tên giảng sư, muốn bài giảng đánh bài giảng, cũng muốn tên của trang YouTube đánh tên trang YouTube. Ví dụ như á, là trang Chùa Pháp Tạng của thầy là trang, à, YouTube Chùa Pháp Tạng, à, YouTube Thích Trí Huệ, ví dụ như đó. Đánh vô cái là ra quá trời nhiều bài luôn, quý vị thấy không? Có trơn hả? Muốn bài giảng có bài giảng, muốn bài thuốc có bài thuốc, à, quý vị mà hổm gài nghe.
nó ăn cắp cái video clip mà đây hướng dẫn thuốc. Ông lên ông lót Facebook lên ông bán thuốc chứ. Trời ơi, bán cái đó nghe mà đem tiền về mà cho gia đình mình xài ăn đó quý vị, tổn phước dữ lắm. À, quý vị giả danh giả dạng bán bậy bạ rồi lấy tiền đó là xài rồi nuôi gia đình mình, cha mẹ anh em lãnh hết, người chia lãnh hết đó quý vị, nó nặng lắm. Cho nên á quý vị đừng làm vậy, cái gì mình phải thật thà, mình đừng làm vậy giả giống vậy á quý vị, người ta bệnh hoạn ốm đau. Như bữa nay á là ngày thứ sáu, cho nên á khám bệnh quá trời đồng. À, bệnh ở đâu quá trời, thế gian này đầy dẫy những đau khổ, thì chứ mình nhìn vô thấy bệnh cái là thấy nó khổ rồi, nhìn vô là khắc ở trên gương mặt cái khổ rồi. Nhưng mà bệnh ai cũng có chứ không có gì, bệnh đó, nó đang tiềm ẩn trong mỗi con người. Cái ổ bệnh nó nằm ở đâu? Nằm trong thân con người ta đó, mình thấy vậy đó. Chứ đùng cái ra, đùng cái ra. Ngài Hòa Thượng ở dưới Long An á, ngài mới nói là hai ông Phật tử mạnh sân sẩn à, không biết làm sao mà tự nhiên á là đau đau sơ sơ đi khám bệnh á, nó là nhiễm trùng máu rồi, rồi là bác sĩ là bó tay. Ồ ôi à, mình nghe cái thấy mới đi đạo tràng vậy thôi đó quý vị, thấy không, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường, thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại à, quý vị. Cho nên á mình á đừng có bao giờ suy nghĩ rằng là chúng ta chỉ cầu nguyện nhiệm màu của Đức Quan Bồ Tát để cứu khổ mình á quý vị, mà chúng ta hãy học hạnh Quan Bồ Tát đi cứu khổ người ta. Mình đi cứu khổ người ta mình phước dữ lắm à, còn Quan Bồ Tát cứu khổ mình thì dĩ nhiên mình đâu có khổ, mình cầu Quan Bồ Tát cứu khổ. Nhưng mà mình cũng đừng có ham, mình đừng có ham Quan Bồ Tát cứu khổ. Tại sao? Tại vì có khổ ngài mới cứu, cho nên mình đừng có ham ngài cứu khổ, có nghĩa là mình có khổ, đúng không? Nên mình nguyện từ đây về sau Quan Bồ Tát không có dịp để cứu khổ mình, tại mình đâu có khổ, hiểu không? Mình hiểu chỗ này không? À, cho nên là từ đây về sau con cầu nguyện với mẹ Quan Bồ Tát, xin mẹ đừng có dịp để cứu khổ con, tại vì con đâu có khổ đâu mà cứu. À, phải không? Mình nguyện vậy đó, nguyện cho mình đừng có đau khổ gì hết, đỡ nhọc lòng Quan Âm ngài. Quan đi cứu người khác đi, đừng có cứu con, tại vì con quyết chí theo ngài tu rồi nên con hết khổ rồi. Nên á con cứu khổ chúng sanh bằng cách con làm phước, bằng cách con cúng dường, bằng cách con bố thí, bằng cách con tạo phước thế gian. Cho nên á là con sẽ từ từ hết khổ bằng cách con học đạo theo ngài, con tu hạnh nhẫn nhục, hạnh Quan thể kính á, hạnh nhẫn nhục. Rồi Quan Âm diệu thiện á là hạnh hiếu đạo. À, quý vị Quan Âm có nhiều cái hạnh ở tại thế gian này, hạnh nhẫn nhục đó. À, quý vị là có coi cái kịch gì mà Thị Mầu lên chùa không đó, đó Kỉnh Tâm đó, Tiểu Kỉnh Tâm đó. À, quý vị nhẫn nhục cỡ nào cũng nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết đó, nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn, nín thì thiên đàng mở ra trước mắt, thôi niết bàn ở sát bên. Đó. Hạnh hay gì mà không ai vỗ tay. Cho nên quý vị á, về nhà nhớ học hạnh nhẫn nhục nghe. Ở trong gia đình chúng ta nhịn người này, nhịn người kia, nhịn người nọ là tất cả bình an hết trơn à. Quý vị gắng cố gắng á, là tu tập theo Đức Quan Bồ Tát. Thứ nhất là hạnh nhẫn nhục, thứ hai là hạnh hiếu. Ở trong nhà mình á, là có hạnh hiếu. Cho nên á, mình á, là hạnh hiếu là hạnh sanh ra phước mà. Trong tất cả phước báo lớn ở thế gian này thì có phước báo của hiếu đạo cha mẹ đó, thì cái đó là phước báo rất lớn không quý vị. Có một cô Phật tử ở chợ Dường Chiếu mới hỏi thầy qua là thầy ơi thầy, bây giờ con làm đây con có bị mất hiếu không thầy? Má con tối ngày đánh bài tứ sắc, thiếu nợ tứ văn chừng lần nào kêu con trả chừng. Bây giờ con dứt phát con không trả, con có bất hiếu không? Nè thầy là không. À, tức là mẹ không có cơm ăn áo mặc, không có thuốc thang đó mà mình không có cho á, thì đó mới gọi là bất hiếu. Còn này đi cho đánh bài tứ sắc mà thua hoài, thiếu nợ hoài đó, thôi nghỉ cho đi, cho nghỉ đánh, quý không, rồi là nó tổn phước đi. À, cho nên khỏi cho đi, là khỏi cho mẹ con thiếu nợ hoài. Thì là tại vì mình cho hoài mẹ mới mượn nợ được đó, chứ mình không có cho cúp lương rồi mượn ai cho. Cái người mượn người ta cũng phải hiểu cái hoàn cảnh của mình, ta biết người này có khả năng trả. À, quý vị, người ta mới cho mượn đó, dầu cho tiền đó là tiền nóng, người ta vẫn biết có đường để trả đó. Người ta cũng quan sát gia đình, quan sát con cháu, quan sát anh em, chứ đừng có nói mà người ta ngu hơn mình, đừng có nghĩ vậy. À, quý vị, người ta nhìn cho người ta biết, nên mình bơm hoài, người ta cho hoài. À, quý vị, mượn nhiêu cũng cho chứ á, có con có cái mà nhất là Việt Kiều đó, bơm về là mượn nhiêu cũng cho chứ không quý vị.
Còn người nào mà không có ai bơm tiền á, quý vị niệm mượn 100.000 khó vàng trời, đừng có nói giỡn. Chứ đừng có nói người ta cho mà tiền dây nặng lãi mà ta cho ai cũng cho đâu, không. Ta cho người có tiềm năng thôi. Cái tiềm năng nào không biết, nhưng ta nhìn nó có tiềm năng. Cho nên á quý vị, trong những trường hợp đó đừng có ra tay Bồ Tát, ra tay Bồ Tát đi, nghỉ không có cấp nữa. À, rồi cho nghỉ đánh đi chứ lớn tuổi không lo tu, lo đánh bài tứ sắc, mai mốt con thần tứ sắc cũng rước à. À, quý vị thấy không? Cho nên chúng ta niệm Phật có Đức Phật A Di Đà rước, phải không? Chúng ta là đi cứu khổ chúng sanh, theo hạnh Quan Âm thì có Đức Quan Âm rước, mà Quan Âm rước về đâu? Rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chứ rước về đâu? Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát là hai vị Bồ Tát thượng thủ để hỗ trợ cho Đức Phật A Di Đà cứu khổ quần sanh ở trong tất cả các nẻo sanh tử luân hồi, để niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc an vui. Cho nên mình tu hạnh Quan Bồ Tát, nguyện Đức Quan Bồ Tát cứu khổ mình thì cũng về Tây Phương Cực Lạc chứ có ở đâu xa. À, đúng không? À, cho nên ngày nay là ngày vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình hiểu thêm ngài, quý vị đừng có nghĩ là ngài chỉ có dùng thần lực để cứu đâu. À, mà ngài là hướng dẫn cho người ta là làm phước qua cái hình tượng của ngài làm phước. Hướng dẫn cho người ta tu tập qua hình tượng của ngài tu tập. Cho nên cái vị nào mà chúng ta theo hạnh Quan Bồ Tát đi làm phước đây làm phước đó đó. Cho nên bữa trước á quý vị, có cái chú Phật tử, chú chất vấn thầy. Chú là thầy, thầy con đâu có thấy Phật đi làm phước đâu, sao thầy giờ đi làm phước dữ vậy? À, Phật ngày xưa các vị A-la-hán ngồi trong rừng tu không à, sao thầy đi đó đến đây thầy làm phước dữ vậy? Ý ông nói là mình làm sai đó. À, tức là sai theo truyền thống á. Thầy nói là mỗi thời mỗi khác. À, quý vị, tức là như thế này, quý vị phải hiểu rằng á, là Đức Phật ngày cứu khổ tận gốc cho chúng sanh để đắc đạo. Cho nên thời gian ngài có nhiêu đó hà. Cho nếu mà ngài đi làm phước cho người ta á, theo kiểu mà cho tiền cho gạo vận động tài chánh rồi đó, thì không cứu khổ được ai thoát khỏi sanh tử luân hồi, mà mất cái thời gian để cái thời gian đó ngài độ người khác thoát khỏi sanh tử luân hồi, quý vị hiểu không? Cho nên đó là Phật. Nên bây giờ mà mình lấy mình so với Phật sao? À, quý vị, đời bây giờ chúng sanh đang khổ. Bây giờ ví dụ như á, mình đi bình thường nói ai nghe nè, nói tao nghe. À, mà ta đang khổ gì đó, mình không hành động Bồ Tát mình cứu khổ cho người ta, hành động Bồ Tát cứu khổ cho người ta, thì mình có mới có cơ hội tiếp cận cho người ta, mà tiếp cận cho người ta được thì mới độ cho người ta chứ, phải không quý vị? Nhưng mà mỗi thời mỗi khác là gì đó, thời Phật khác, ngài khác, các vị La Hán ở đó khác, còn thời mình bây giờ là thời mạt pháp nó khác. Cho nên là mình là đi cứu khổ cho người ta, song song bên cạnh đó mình đem giáo pháp đến cho người ta, đó gọi là phương tiện đó, ở trong ngũ minh đó. Phương tiện ngũ minh mỗi thời mỗi khác, chứ không phải là đúng với sai. Ngày xưa khác, bây giờ khác, thời đại mà 0.0 nó khác ngày xưa, còn thời đại giờ tới 4.0 rồi. Quý vị hiểu không? Cho nên nó hoàn toàn khác nhau hết, không có cái nào giống cái nào hết. Quý vị đừng có nói đúng cái sai, đừng có đem truyền thống ra đây để nói đúng sai đây, mà là tùy duyên. Bây giờ ví dụ người ta không có cơm ăn mà ở đó dạy đạo, sao dạy nổi, ai nghe? Có thật mới dựt được đạo đúng không? Vậy thì mình lại đó mình cho cơm gạo người ta trước đi, gieo duyên đi cơ quý vị. Nếu nói giờ người ta không nghe thì kiếp sau cũng nghe à, nhân quả nghiệp báo. Quý vị biết á, một cái người á mà nhất hô bá ứng không? Nhất hô bá ứng nghĩa là gì? Người đó hô lên mọi người xung quanh đều nghe làm theo, gọi là nhất hô bá ứng. Cái người nào mà làm được cái hạnh nhất hô bá ứng đó, quý vị biết không, là người làm phước người ta trong kiếp trước nhiều đó, ta nhớ ơn mình. Cho nên đó quý vị muốn lính nhiều đó, quân sĩ đâu, nguyên vàng thái giám dưới dạ rồi đó, bệ hạ anh minh rồi đó nha, đi theo đó là toàn là quý vị giúp đỡ người ta không đó, giúp đỡ người ta trong kiếp trước người ta mang ơn. Cái ơn đó nó lưu lại trong biển A lại gia thức của mình đó, không có mất đâu hết trơn á quý vị. Làm phước không mất đâu, phước đức ấy vẫn còn muôn thở ti vô hình, đừng ngỡ rằng không, không mất đâu hết trơn quý vị, có sợ mất. Nên á, con ma họ tiếc á quý vị á, là hãy diệt nó đi, đừng có tiếc cái gì ở trên đời này hết á quý vị, chết cũng không mang theo được gì đâu. Cứ thấy đúng cho rồi nghỉ, không có nhắc tới nữa, chứ đừng có cho rồi nhắc tới nhắc lui hoài. Dạ, quý vị nghĩ cho rồi đạo phước nó cứ chồng chồng theo năm tháng, nó chồng lên, rồi nó chỗ trên cái mặt của mình. Cái người có phước á quý vị, nhìn cái mặt cái mình biết liền, nó hào quang. Cái người có phước hào quang nó chiếu, người có tu chiếu hào quang, nó khác không? Nó khác.
người có phước á, hào quang chiếu vô mặt của mình. Còn người có tu á, là mặt của mình chiếu hào quang. Hai cái nó khác nhau. À, quý vị, cái người có phước á, là hào quang chiếu vào mình. Còn người có tu á, là mình chiếu hào quang. Hai đó nó khác nhau. Mình hình dung được vấn đề chưa? À, mình á, nên để thầy nhìn chùa Bủ Quang có chiếu hào quang hay hào quang chiếu đây. À, quý vị, có người chiếu hào quang mà có người hào quang nó chiếu. Cái người mà hào quang chiếu có phước, còn người chiếu hào quang có tu. À, cho nên á, quý vị muốn cái nào? Cái người chiếu hào quang á, thì thành thách thoát khổ. Người mà hào quang nó chiếu á, thì chiếu tới đâu thoát khổ tới đó. Tức là còn hào quang chiếu là còn là không có khổ, mà tắt hào quang nó chiếu là khổ tới đó. Giống như chư thiên trên trời đó quý vị. Lúc mà hào quang mà tắt, mùi thơm tắt á, là lúc đó là hết phước rồi đó. Cho nên á, mình ở đây hào quang nó chiếu, mình nhìn thấy hào quang chiếu, tướng người có phước là hào quang chiếu, thấy liền, biết liền, nhìn tướng sang. Thiệt chứ. Cái người có phước nhìn tướng sang. Còn người không có phước nhìn tướng cũng sang, mà là sang nhà, sang đất. Có nhiều sang hết. Cái tướng cũng sang là không có phước, sang sạch bách chân à. Còn có phước cũng sang là cái tướng người ta sang. Còn ông kia ông sang nhà, sang đất. Cho nên đó quý vị thấy hào quang nó chiếu vô nhìn thì thấy biết liền. Mà đa phần ở đây là bị hào quang chiếu à, ấy được hào quang chiếu chứ không phải bị rồi nghe à, được hào quang chiếu. Còn có một phần nhỏ chiếu hào quang à, mà chiếu á, gọi là chiếu mà lúc mà nhá nhá, hào quang lỗi nhá nhá, gọi là chập chờn á, à, khi thăng khi giáng á, là lúc tu lúc quên á. Ví dụ như lúc nào mà mình tu ngon lành gắt củ kiệu rồi nha, thì lúc đó hào quang nó chiếu lên nó sáng giới. Nhưng mà lúc nào á, ham chơi đi du lịch, bởi vì đi du lịch 7 ngày dễ mặt tối đen. Người ta tính đâu nắng ăn. Quý vị, người ta tính đâu đi du lịch nắng ăn mặt tối đen đen thui không. Cái đó hào quang nó không chiếu nữa đó. Tại vì 7 ngày không có công phu gì, chân toàn móng tâm ra ngoài cũng đi chơi, không là selfie rồi cúp cụp quay phim chụp hình không rồi à, hết nhớ chùa rồi à, quý vị có nhớ cái bài mà chùa tôi đó à, quê tôi có gió bốn mùa, có trăng nửa tháng, có chùa quanh năm. Khi nào tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió than ơi, bỏ chùa Bủ Quang rồi xong. Lúc đó hào quang nó hết chớp luôn rồi. Lúc đó mà cầu mà gắn mấy cái ngọn đèn pin mà bật lên, không biết nó chớp nổi không. Đó mà quý vị mà đi đâu mà xa xa mà bỏ chùa mà bỏ tu nha, nó mất hào quang. Quý vị mình tính đâu đi ra ngoài đường nắng ăn đen không ai nhà đâu, hào quang nó hết chiếu đó. Con người ta có thần thái là nằm ở chỗ hào quang nó chiếu đó, là có tu đó. Cho nên đêm đêm ngày ngày mà tối tối ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu nhịn mặt sáng giới. À, quý vị nhìn mặt sáng giới, nhìn thấy cái làm biết có tu liền, thấy không? Nhìn cô đó có tu đó, thấy không? Chớp hào quang liền, ít nhất cũng hai thời, thấy không? Còn mà nhà chửi lộn bữa nó tắt đó, chửi lộn nó bữa nó tắt, giận cái hào quang nó tắt, hết giận hào quang nhá qua lại à, cho nên quý vị thường bị phiền não đó, nó chớp nó tắt, chớp tắt là mình biết phiền não. Có tu có phiền não hào quang nó chớp tắt, giống hệt như mà đèn mà mấy cái quán đèn mờ vậy đó, nó chớp nó tắt không. Còn mà mình tu không á quý vị, là nó sáng giới, sáng liên tục không có cúp điện à. Còn mà có phước á thì hào quang nó chiếu vô làm cho mình sáng giới, ở ngoài nó chụp vô làm mình sáng giới, tướng sang lắm, phước nó tướng sang lắm. Còn hết phước á quý vị, hào quang nó không chiếu, thì nếu mình còn chiếu hào quang thì còn đỡ, mà mình không có tu mà hết phước rồi là xong rồi đó, là hết thời đó. Hết thời là không có tu mà hết phước luôn, không có phước luôn không quý vị. Cho nên á, mình một là có phước, hai là có tu, hai là có cả hai nha quý vị. Đừng có bao giờ không có cả hai. Cho nên nếu mình không có phước thì mình gắng tu. Nếu mà mình có phước rồi mình cũng gắng tu, không có phước mình cũng gắng tu. Được cả hai, vừa hào quang chiếu vừa chiếu hào quang. Còn mà quý vị, nếu mà có tu không có phước á, thì chúng ta chỉ chiếu hào quang thôi, hào quang không chiếu mình, nên đôi lúc cũng còn khổ, cũng còn bị đói, cũng còn bị ốm, còn bị bệnh à, dần dần. Nhưng mà nếu có tu có phước á, là thượng sách à, quý vị thấy không? Cho nên á, ai mà không có tu á, về nhà
đang ngày hai thời rù rù rình rình tu, phải không quý vị? Thiệt chứ, rình rình tu, ai ai đi làm á, mình nhàm tu nha. Ai nói mình tu, nhất là đi chùa nè, ai nói cũng mô Phật ở trong lòng, ai làm nhịn như thế à, không có dành, không có giật gì ai hết trơn á, rù 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 ra cũng dường bố thí cái này nọ vậy đó, phước công chồng lên năm tháng đó quý vị, phước báo chồng lên có gì thấy không, ta làm gì đó góp vô ít thôi, không cần nhiều, con cho 100 góp 50 à, con cho 1 triệu góp 500, con cho 1 tỷ góp 500 triệu vậy đó, tùy vào lực của gia đình mình à. À, quý vị thành tâm thành lòng Phật chứng trơn á quý vị, chứ đừng có xài tiền phung phí á, là Phật tử mình á, tiết kiệm chút, lấy tiền đó đi cứu giúp nhân sinh, nào quý vị, tạo ra phước báo, dầu cho thời gian cỡ nào cỡ cũng phải dành chút đỉnh để mà tu hành đó quý vị. Tu hành 4 thời, giác sáng, giác chiều, 2 thời trên bàn thờ Phật, trước khi đi ngủ 1 thời trên giường, khi thức dậy 1 thời trên giường. Do đó chúng ta có 4 thời, trước khi đi ngủ có ngồi thiền, còn ngồi niệm Phật không, hay là bắt phim coi không, Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Xạ Điêu gì đó, trời ơi, mà phim cái gì mà nó dạo tới dạo lui toàn phim mới không à, à không có gì. Nội ông vua Càng Long thôi đóng khoảng mấy chục phim cũng ông Càng Long, à không có gì. Con ông một nè, đóng hoài coi muốn chết luôn. Ông Lâm Sung đóng hoài coi của ông Lâm Sung muốn chết luôn, đoàn này đóng đoàn kia đóng, coi giết thức cắn vợ mắt luôn, muốn chết luôn, à không có thấy không. Thay vì mình thức cái đó mình niệm Phật cái hay biết nhiêu ha, niệm Quan Bồ Tát hay biết nhiêu ha, à lúc đó mà nghe kinh cái hay biết nhiêu ha. Nào quý vị, cho nên thời gian con người ta có chút xíu, không có nhiều đâu, không có dài đâu. À, cho nên đó quý vị, dành thời gian tu á, thì không có thời gian đi chơi, dành thời gian đi chơi thì không có thời gian tu. Chọn đi, trong hai chọn một, bưng khuân đứng giữa đôi dòng nước, chọn một dòng hay để nước cuốn trôi, là chỗ đó. Cho nên á, ai hết giờ rồi, chùa ta á, à, gọi là bữa có bữa không, sao mà chùa Vũ Quang chiến nào cũng đông chứ ta không thấy á, hay thiệt. Cái này là khen á, nếu mà thầy có ký giấy khen được là ký cho chùa Vũ Quang luôn, và là Phật tử chùa Vũ Quang là đi chùa á, là number one, à, số 1, mà giảng cỡ 10 mấy năm trước tới bây giờ á, chỉ có hơn thôi chứ không có thiếu, mà không thiếu người nào hết trơn á. Chỉ trừ mấy người mà về miền nơi ấy qua cái mùa mà con dịch nó càng á, qua mùa con dịch càng vắng cũng ít người, vắng ít gì ít á, cũng 30 người á. Thầy coi xuống á, mùa con dịch càng đạo tràng mình chắc cũng 30 à, càng qua cái nhưng mà thôi, cái gì nó cũng qua rồi, nhưng mà con cháu đi tiếp tăng cường lên, không sao, đun lên, che già măng mọc. Hôm nay đó, ngày vía Chánh Đản Đức Quán Thâm Bồ Tát, xin cầu nguyện 10 chư phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Quan Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý vị có một cái đêm thính pháp, đêm thắp lễ hoa đăng đẹp quá, thắp lễ hoa đăng, quý vị thành tâm thành lòng dâng lên 10 phương chư Phật và cầu nguyện cũng quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp tịnh độ siêu sanh. Những người nào có cha mẹ còn tại thế gian á, thì mình phải hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ của mình được bình an hưng thế, hồi hướng cho gia đình của mình được an vui hạnh phúc, con cháu thảo hiền thông minh trí tuệ, công thành danh toại, công việc làm ăn thuận lợi hanh thông, vạn sự kiết tường tùy tâm mãn nguyện. Chúng ta thường thấy các chùa, nhất là hệ phái Bắc truyền á, thì là Đức Quan Thâm Bồ Tát ở Lộ Thiên ở bên ngoài, hay Đức Quan Bồ Tát ở trong nhà đặt điểm á, thì chúng ta nhận gì thấy á, thì hình tượng của Đức Quan Bồ Tát thường hay là mặc áo y á, là màu trắng hoặc là màu xanh dương, và ở trên tay á, một tay á thì cầm cái tịnh bình, một tay á thì cầm cái nhành dương liễu. Nên á là Đức Quán Thâm Bồ Tát á, cái bình có thể là chúc xuống, cái bình có thể là ngửa lên, tượng có thể là tượng đứng, tượng có thể là tượng ngồi. Nếu ở ngoài trời á thì cái bình chúc xuống, nếu ở trong nhà á thì là cái bình ngửa quỳ lên, vân vân. Nói chung hình tượng Đức Quan Thâm Bồ Tát là một người nữ mà ngài á là cư sĩ, chứ không phải là một người xuất gia. Ví dụ như hình tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát á là một người xuất gia.
hay là ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà đối với Quan Bồ Tát là một người cư sĩ, mà là một người cư sĩ nữ, cho nên qua cái hình tượng đó chúng ta mới thấy được rằng Đức Quan Bồ Tát là người nữ, nên là thế gian ví ngài như là mẹ hiền, tức là nữ mới là mẹ, mà mẹ thì mới thương yêu con, nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thương yêu chúng sanh như là cái tình mà mẹ thương con vậy đó. Cho nên đó, ngài là một người cư sĩ đi khắp tất cả các nơi, gọi là Quan Âm Đại Sĩ, đi khắp tất cả các nơi. Nếu nơi nào có chúng sanh kêu khổ, nơi nào có chúng sanh niệm tới danh hiệu của ngài, ví dụ như trong phẩm Phổ Môn 25 á, thì của kinh Pháp Hoa nói rằng nếu mà bất kỳ ai có đau khổ gì niệm tới Đức Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu thì ngài liền đến đó để cứu khổ chúng sanh. Nào quý vị, nếu chúng ta bất kỳ cái đau khổ nào, nếu chúng ta thấy đó là đau khổ mình bất lực, mình không thể nào vượt qua khỏi, với lòng tin kính tin tha thiết đối với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta liền mật niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì tai nạn đó trước sau cũng sẽ qua khỏi, tùy vào sự thành lòng của ta. Ví dụ như có những người á, người ta bệnh rất là nhiều, ta niệm tới Quan Thế Âm Bồ Tát, thầy cũng có nghe rồi đó, ở dưới miền Tây nè có cái chú đó, chú bệnh là đáng lẽ sáng mai phải mổ rồi, nhưng mà chú là sức khỏe không có, cho nên là trắng đêm chú niệm Quan Bồ Tát, chị niệm ra Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Chú nói là tới khoảng 3-4 giờ khuya đó, cái nằm bao thôi, nằm bao thấy Đức Quan Bồ Tát đưa mấy viên thuốc xanh vàng đỏ trắng cho chú uống vô, sáng sớm hết bệnh luôn, khỏi mổ luôn. Thì đó là những cái trường hợp mà hy hữu thôi. Cho nên đó là có những người mà niệm thì cũng phải mổ, nhưng mà mổ xong rất là bình an, rất là khỏe mạnh, chứ không phải là ai cũng không có mổ. Đó là những cái trường hợp rất là đặc biệt. Nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có 12 lời đại nguyện mà thường á là chúng ta quỳ trước tôn tượng của ngài, chúng ta thường đọc 12 cái lời đại nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để chúng ta hiểu về công hạnh của Bồ Tát. Và khi chúng ta mật niệm Bồ Tát, chúng ta sẽ noi theo cái lời đại nguyện này mà chúng ta tu tập, thì phước báo công đức nó vô lượng vô biên. Lời đại nguyện thứ nhất á, chúng ta thường hay nguyện á, là nhất nguyện Nam Mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quan Âm Như Lai Quảng Pháp Hoằng Thệ Nguyện. Có nghĩa là chúng ta dịch một cách là thoáng nghĩa thôi, Đức Quan Bồ Tát là một vị hiểu biết đầy đủ tất cả các pháp, và luôn luôn lúc nào cũng tự tại thông dong phát lên lời thệ nguyện độ tất cả pháp giới chúng sanh. Cái nguyện thứ nhất của ngài vậy đó, tức là ngài là một vị được xưng tặng là hiểu biết viên thông đầy đủ, không có ai mà có thể hiểu biết như ngài. Cái nghĩa là hiểu viên thông, tức là không có cái gì mà ngăn cản ngăn che sự hiểu biết của ngài, trí tuệ sáng suốt, và luôn luôn lúc nào cũng ung dung tự tại và phát linh lời đại thệ nguyện độ hết tất cả pháp giới chúng sanh. Quý vị, nhân là một người có trí tuệ và là luôn luôn lúc nào cũng ung dung tự tại. Quý vị biết là ung dung tự tại, cái hạnh này mình học lâu đời lâu ngày mình mới có được cái ung dung tự tại. Ung dung là nhẹ nhàng từ từ thông dong thôi, còn là tự tại là không có gì có thể ràng buộc, không có gì có thể làm cho chúng ta động lòng động tâm hết, nên tự tại trước tất cả các hoàn cảnh xảy ra, dầu cho nó là cái gì đi nữa thì là ngài cũng không có mảy may rung động tâm của mình, không hoảng sợ, là không có rung sợ, không hoảng sợ, không phiền não trước tất cả cảnh trần, nó tâm luôn tự tại. Nên nó nhầm khi mình học cái hạnh này thôi cũng phải mất cả đời đó. Nghĩa là trước các cảnh thì mình hay động tâm lắm, động lòng lắm, động tâm lắm. Cảnh vui mình vui theo, cảnh buồn thì mình buồn theo, việc mà không giải quyết được thì suy nghĩ tới nhất muốn nổ tung cái đầu. Cho nên chúng ta không có tự tại trước tất cả hoàn cảnh, nên mình học. Tại vì tất cả các hoàn cảnh đều do duyên đến,
và do duyên đi. Nó cũng là vô thường, cũng thay đổi, nó không lạ gì cả. Nên chúng ta chấp vào hoàn cảnh quá, nghĩa là mình lệ thuộc á. Ví dụ như bên ngoài cảnh vui mình vui, cảnh buồn mình buồn, tới màu xanh mình màu xanh, tới màu vàng mình không có gì á, là tự do, tự tại của bản thân mình hết á. Cho nên bây giờ á, mình mới quan sát tất cả các nơi xung quanh, nó là vô thường, nó là khổ thôi. Cho nên dầu cái chuyện gì xảy ra đi nữa, mà dầu cho chúng ta có hoảng sợ, dầu chúng ta có buồn, dầu chúng ta có thảm, dầu chúng ta có sầu nữa, có thay đổi được gì không? Mình cứ suy nghĩ kỹ đi. Ví dụ cái chuyện đó đã đến là đến rồi, bây giờ á, mình không tự tại, mình buồn vui hờn giận ghét ghen, vậy có thay đổi gì được hoàn cảnh không? Hay là nó rối thêm? Có gì thấy không? Cho nên á, dầu mình có khóc cũng không thay đổi được hoàn cảnh, dầu có bi thương, có đau thương cũng không thay đổi được hoàn cảnh. Đó là quả của nghiệp. Cho nên đó là mình dùng trí tuệ để đối diện trước các hoàn cảnh, và mình tìm cách mình gỡ cái thắt gút. Ví dụ như á, nó thắt ở đâu mình gỡ đó, thắt ở đâu mình gỡ đó, thắt đâu mình gỡ đó, từ từ nó cũng hết rối. Chứ còn chúng ta không biết, chúng ta ngồi đó chúng ta la trời trách đất thì nó càng rối thêm lên thôi. Nên cái thông dong, tự tại, trí tuệ, sáng suốt là quyết phát linh lời đại nguyện độ tất cả pháp giới chúng sanh. Thì đây là cái nguyện thứ nhất của Đức Quan Âm Bồ Tát. Nguyện thứ hai là nhị nguyện là Nam Mô Tâm Vô Quái Ngại Quan Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện. Tức là Đức Quan Thâm Quan Âm Bồ Tát trong tâm được tự tại vô ngại, và luôn luôn lúc nào thường cư, mà thường cư tức là thường trú nơi Nam Hải. Nam Hải là cái biển ở phía Nam, gọi là biển Nam Hải. Nên là ngài luôn luôn lúc nào tâm cũng vô quái ngại, tức là không có cái gì làm cho cái tâm của ngài mà cuốn hút theo các cái hoàn cảnh, mà tâm ngài luôn luôn lúc nào cũng tự tại vô ngại, tức là cái đó nó không ảnh hưởng tới tâm của mình. Và ở nơi cái biển phía Nam gọi là Nam Hải, gọi là Quan Âm Nam Hải. Nên chúng ta thường hay về ở Bạc Liêu á, có nơi nhà mát Bạc Liêu á, có Quan Âm Nam Hải đó. Có nhiều người ta đến đó cúng lại lắm, hàng ngày, nhất là các ngày lễ lớn, vào 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Và những người ta đi biển á, ta rất là tin tưởng Đức Quan Thâm Bồ Tát. Cho nên á, khi mà trước khi ra biển đó, ta lại ta cúng nguyện với Đức Quan Bồ Tát để đi biển được bình yên, trở về và thành công cho mùa đi biển. Nên ta rất là kính tin Đức Quan Thâm Bồ Tát. Nên Đức Quan Bồ Tát á, cái nguyện lực của ngài á, là vô quái ngại trước tất cả các cái hoàn cảnh xung quanh, dầu cho hoàn cảnh gì xảy ra, nhưng mà tâm của ngài vẫn không thay đổi. Một lòng độ chúng sanh là một lòng độ chúng sanh, chứ không phải bữa nay mình ra độ chúng sanh hôm nay cái hoàn cảnh gì xảy ra cái mình thay đổi ý định. Nên ngài quyết chí quyết lòng là độ chúng sanh, là độ chúng sanh thôi. Nên không có ngại bất kỳ cái hoàn cảnh nào xảy ra xung quanh hết. Một đường đi, một lòng bước tới. Cho nên chúng ta hãy tin tưởng vào điều đó. Đức Quan Bồ Tát là ngài nó là cứu khổ chúng sanh, là cứu khổ chúng sanh. Cho nên mình nếu nguyện tới danh hiệu ngài. Nên có nhiều người quý vị trong lúc đau khổ bi thương, con người mình chứ nó yếu đuối tầm thường lắm, thấy vậy thôi, chứ bệnh cái đi không nổi, đói cái tái lét xanh chành đi không nổi, hoặc là giận cái đi cũng không nổi luôn, rồi bị người ta lừa gạt đi cũng không nổi luôn, rồi thua đề thua số đi cũng không nổi luôn. Có nghĩa là mình thấy mình mạnh vậy đó, chứ nhầm khi bệnh mà dở cái tay dở không lên, tay mình có mấy ký, tay mình 2-3 ký vậy, dở không lên nữa, có nghĩa là không đủ sức nữa. Nên sức con người nó không phải là lớn. Cho nên á, có những cái chuyện xui xẻo xảy đến, quả báo ác nó xảy đến, làm cho mình rất là sợ hãi, rất là đau thương. Nên những lúc đó quý vị nhớ niệm tới danh hiệu Đức Quan Thâm Bồ Tát thì lập tức
sẽ có hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát đến cứu. Có nhiều người á, họ nghĩ á, là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát như ở trong phim Tây Du Ký vậy, bay từ trời bay xuống cứu, không phải quý vị. Mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài thị hiện ra nhiều hình thức khác nhau. Có thể là một người để cứu mình, có thể là chư thiên, có thể là một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni, một vị u bà tắc, một vị u bà di để cứu khổ. Chứ không phải là luôn luôn lúc nào cũng thể hiện ra Đức Quan Bồ Tát như chúng ta thờ mà cứu khổ mình. Cái nguyện thứ ba là Nam Mô Chú Ta Bà U Minh Giới Quan Âm Như Lai Tầm Thinh Cứu Khổ Nguyện. Mình tạm dịch là Ngài luôn ở cõi Ta Bà và cõi U Minh Giới, Ngài cứu khổ kẻ nào kêu đến danh hiệu của Ngài. Có nghĩa là tầm thinh, tầm thinh. Tầm thinh nghĩa là tầm cái âm thanh kêu cứu của chúng sanh. Tiếng ai khóc với đêm trường tĩnh mịch, đó là lời kêu cứu của chúng sanh. Nên Ngài đến nơi đó cứu khổ chúng sanh. Nên chúng ta là phát lên cái âm thanh kêu cứu. Mình khổ quá, mình phát ra với hai cái tiếng âm thanh. Một là cái tiếng từ nơi cửa miệng của mình, hai là tiếng lòng của mình. Có những người đau khổ quá nói không ra lời luôn, tức là nói trong lòng, đau trong lòng, nói không ra tiếng luôn. Nhưng mà mình chỉ nghĩ tưởng nhớ đến danh hiệu Đức Quan Bồ Tát thôi, thì đó là Ngài sẽ hiện đến để cứu khổ chúng sanh. Chủ Ta Bà, Ta Bà là ở nơi này nè. U Minh Giới nó có hai nghĩa. U Minh Giới là cõi địa ngục, và U Minh Giới là Ta Bà mà vô minh. Tất nhiên là mình sống ở Ta Bà là nơi này gọi là Sa Bà Ha. Mình vô minh. Vô minh nghĩa là tâm mình tâm tối á, nên mình rất là đau khổ. Cho nên á, mỗi khi mà mình không có cái luồng ánh sáng để giải quyết được tất cả các vấn đề, cho nên mình mới kêu đến danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để đến cứu khổ chúng sanh. Cho nên ở trong phẩm 25 Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa, hoặc là trong Phật học giáo khoa thư, hỏi như thế nào gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát có nghĩa là Ngài là một vị Bồ Tát thường hay quán sát âm thanh kêu cứu của chúng sanh mà đến đó cứu khổ chúng sanh. Nên đây mình nói là Nam Mô Chú Ta Bà, tức là ở Ta Bà U Minh Giới. Tức là nếu mình dịch ra hai nghĩa đó là ở Ta Bà là nơi này, Ta Bà Ha Nam Thiện Vô Châu của mình, hoặc là U Minh Giới là cõi U Minh, là cõi địa ngục. Hoặc giả là mình nói là Ta Bà này là cái cõi đầy si mê, cái tâm u minh, tâm vô minh, tâm tối nên đầy đau khổ cũng được. Nhưng mà Ngài luôn luôn lúc nào cũng trụ ở nơi đau khổ của chúng sanh mà Ngài độ chúng sanh. Nếu chúng ta kêu đến danh hiệu Ngài nên Ngài á, gọi là tầm thinh. Tầm thinh nghe âm thanh, nên lúc nào mình đau khổ thì mình cứ niệm tới danh hiệu Quan Bồ Tát có âm thanh, với hai âm thanh, một là tiếng lòng, hai là tiếng ở bên ngoài miệng của mình, với danh hiệu Đức Quan Bồ Tát thì Ngài đi đến cứu khổ mình, dầu cho mình bất kỳ một cái đau khổ nào mà mình thấy nó làm cho mình cảm thọ rất là đau khổ mà mình không giải quyết được. Thường á là ta cầu nguyện đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, là lúc đó ta không giải quyết được vấn đề. Có nghĩa là ngoài cái khả năng của con người của mình, mình đau khổ quá không giải quyết được, bế tắc ở cuộc sống á, có cái bế tắc mình không giải quyết được. Có những người á, người ta bế tắc quá người ta không muốn sống luôn. Có người ta bế tắc quá là người ta là đi nhậu, rồi người ta chích xì ke ma tí, hoặc là người ta ăn chơi cho nó gọi là bỏ cuộc đời mình luôn. Nhưng có người người ta không chọn phương án đó, người ta chọn cái phương án là niệm tới danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tắc Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Quán Thế Âm là quan sát âm thanh kêu cứu chúng sanh mà đến. Nên chúng ta không có kêu sao đến được, tức là không có cảm sao ứng được. Cho nên là không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát ai khổ Ngài cũng đến cứu. Mình phải kêu mới xác định được vị trí. Mình kêu thì tâm mình mới viên thông với Ngài, tâm mình mới cảm ứng đạo giao với Ngài. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, có nghĩa là mình
với tâm Bồ Tát khế hợp, lúc đó mình phải là niệm tới danh hiệu của Ngài, tập trung vào niệm danh hiệu của Ngài. Ví dụ như là mình bị chìm ghe, chìm tàu, hoặc là mình đi mình sợ quá, nghe không quý vị? Thì đó, thì đi ra Bắc, thì bữa đó trời mưa giông nhiều lắm, mưa lớn lắm, máy bay đáp không được, bay vòng vòng. Tiếp viên không nói là do thời tiết là xấu nên máy bay chưa có đáp được, nên phải bay vòng 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 đó. Nghe báo một cái một á, hồi nãy á là gần đáp á, nên người ta rất là vui, ai cũng đáp, mà người đi taxi, người đi xe nhà, ra quán, rồi gặp người thân người quen, nói đáp không được, tự nhiên người nào nấy mặt xanh chành tái lét, nghĩa là sợ dữ dội lắm. Thì ai cũng đồng có niệm mà nghe, có người niệm mình nghe tiếng luôn, nam mô có khổ có nạn quan Bồ Tát, nam mô khổ nạn quan Bồ Tát, nam mô khổ nạn quan Bồ Tát. Lúc đó niệm chân thành lắm, lúc đó mình sợ nhất là lên bằng mổ nè, niệm cũng chân thành lắm. Lúc mà máy bay bay vòng 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 không đáp nữa đó, cũng niệm chân thành lắm, nghe không? Lúc mà tàu ra giữa biển mà bị bão á, cũng niệm chân thành lắm. Hoặc là đi đâu nguy hiểm á, niệm chân thành lắm. Nhất là đi ban đêm mình sợ ma, cho niệm quan Bồ Tát cũng chân thành lắm. Đi có những lúc á, mình đi một mình, đi đa thì không sao, nó còn chạy nhanh với có đèn. Còn mà nước mà đi bộ, đi xe đạp. Thầy có một kỳ á, đi trên Đồng Nai á, cái đi vô nhà người bạn chơi, lại nhà người bạn mà đi tới người bạn khác chơi khoảng chừng 2-3 cây số vậy đó, mà đường cao su, đường cao su, trồng cao su không à. Buổi chiều mình đi thì sáng đường lớn, đi đạp xe thông đi đó, rồi ở đó mê quá đi ra vườn cà phê á, coi cà phê tới nó tối trời lặn xuống luôn, mà lúc về xe đạp đâu có đèn. Nó tối một cái màn đêm mà khủng khiếp luôn, trong vườn cao su nó tối đặc luôn, đen mà gọi là đen đặc á, như dầu hắt vậy đó. Cái thầy mới hỏi ba của người bạn, hỏi chú ơi bây giờ làm sao về bây giờ? Tức là bây giờ á là nó đen khít đây sao về? Ông nói dễ thôi. Bây giờ mình á đi ra đó, mình nhìn trên trời thấy cái đường sáng ở trên trời đó là giữa hai cái ngọn cao su á, mà cái lộ thì nó không cây cao su thì nó sáng. Dòm trên trời nè, ngó đường sáng chỗ nào thì đạp xe đó, chứ đừng ngó đất, nó đất đen thui à. Nên ngó lên trời. Mà thiệt, mình ngó lên trời là đi à, đi giữa cái đường sông Ngân Hà. Đi ngó lên trời đạp, mà mình tưởng tượng ở dưới này, mới đi có một mình, tưởng tượng dưới này nguyên cái mặt nó hiện ra, cái chắc là lúc đó không biết làm sao. Rồi lúc đó niệm Quan Âm ghê lắm mà nha. Nam mô nhìn trời mà nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát. Chạy kiểu đó đó, ở trong rừng cao su chạy đó, mà lỡ có chiếc xe ông nào mà chạy ngược lại cái một là đi luôn. Chứ làm sao giờ? Bởi vì đâu phải trên cái đó là đi xe đạp nha. Còn mà đi bộ trong rừng cao su nữa, còn độc nữa, đi chậm. Nhất là mình đi mình. Mình đi nghe tiếng bịch sao nè, bịch như ai đi sao, nghe bịch. Mà bình thường mình đi không nghe, ban ngày đi không nghe, và ban đêm đi nghe. Tiếng bịch, mình mới tưởng tượng có người đi sau lưng mình, người đi sau mình, tưởng tượng cái nó ớn lạnh nổi da gà. Cái mình chạy, mình càng chạy thì cái tiếng nó chạy theo, nó rượt theo, nó càng nặng thêm. Đối với vị tiếng đã đầu ra, tiếng chân của mình á, bình thường mình không có để ý. Lúc đó mình để ý có ai không, có MA không, thì mình rất là để ý, mình chú ý thì mình nghe. Chứ bình thường đâu chú ý, tại vì tâm mình chú ý cái này, nó không chú ý tới cái khác. Bây giờ mình đang chú ý tới cái này thì nó nghe cái này. Ban ngày mình đi đâu chú ý tới cái chân của mình, mình chú ý đây kia, mắt mình dòm, tay mình nghe, mình chú ý khác. Cho nên á, bây giờ kêu đi vô rừng cao su một lần ban đêm nữa là không dám đi. Đi nhiều người, đi người là không dám luôn. Về mình mới suy nghĩ, Đức Phật ở rừng Khổ Lâm Hạnh một mình ban đầu á, Ngài tu mình, sau đó mới có 5 anh em Kiều Trần Như tu ở nơi đó. Rừng dày đặc ban ngày mà còn không thấy miếng ánh sáng luôn, tức là cây mà nó đương ở trên á, dày đặc luôn. Đừng có nói ban đêm, lúc đó ban đêm vừa lạnh vừa không có ánh sáng mà vừa đói. Mà Ngài ở đó 6 năm trời, ở trong rừng khắc thực ở đâu? Ở rừng khắc thực ở đâu?
làm có dân sống ở đó. Nếu muốn đi khất thực phải đi xa dữ lắm, ra ngoài khỏi khu rừng đó mới khất thực. Nhưng đa phần là hái lượm, hái trái cây rồi lượm trái cây, nói chung là sơ sài thôi. Uống nước thì uống nước ở với cái, mấy cái dũng, mấy cái kinh rạch đờ trong rừng, động lá nước mưa rồi đó. Ăn không phải là vấn đề, mà vấn đề là ở chỗ sợ hãi. Nên vô đó sợ một đêm một và là chạy dài liền, sợ không biết là về không biết mình là ai luôn á. Quá sợ, ban đêm ngủ đâu có được, nghe con này con kia nó kêu, mà chim kêu dượng hú mà trong rừng mà gọp gầm rồi ghê lắm. Mà ngày xưa dân ở thưa thớt nữa, nên chúng ta mới thấy các vị tỳ kheo tu trong rừng, Đức Phật tu trong rừng, các ngài có cái tâm dũng mãnh dữ lắm, chứ không thôi chịu không nổi đâu. Mình giờ ra sau giường thôi, ban đêm thôi, ngồi mình lửa gốc cây nào ngồi thôi, ngồi sáng đêm coi dám không. Sao giường nhà mình thôi, không cận đâu chân á, hoặc là trước sân nhà mình thôi, không cận đâu hết, cũng chịu không có nổi nữa. Chứ đừng có nói mà mình á là đi vô rừng già ha, tôi không có nổi đâu. Cái nguyện thứ tư đó quý vị: Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái Quan Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm miệng nguyện. Có nghĩa là trừ khử loài tà ma yêu quái có đủ sức cứu người khỏi tất cả các nguy hiểm nguy nan. Quý vị, nên đó là Quan Âm thể hiện cái nào thì tà ma quỷ quái tiêu tan ở đó. Cho nên đó quý vị thấy là tiêu diện hộ pháp không, ở ngoài trước cửa chùa đó đó là tiêu diện lè lưỡi ra đó, quý vị không trợn mắt lè lưỡi ra đó thể hiện đối với cái ác là ngày quá độ luôn. Tức là trừ các cái ác luôn. Nên hàng tà ma trừ yêu quái, có nghĩa là hàng phục tà ma, các loài yêu tinh quỷ quái, và cứu người thoát khỏi những nguy nan. Đó là nguyện thứ tư đó. Cho nên nếu mà quý vị mà có ma nhát rồi ha, hoặc là ban đêm nằm bao thấy mộng mị, mà mộng mị ác rồi ha. Có cô Phật tử hai bữa trước cổ điện thoại chùa la thầy: thầy sao cấp này nằm bao thấy người chết không thầy? Cái hỏi cổ là bây giờ mà hổm gà con sợ quá trời, con ngủ không được luôn, con sợ con ngủ con nằm bao nên con thức mở mắt, chứ con sợ ngủ nằm bao, nằm bao thấy là toàn người chết không à. Hỏi là thấy người chết là người chết hay gì không? Cổ là thấy người sống. Ý là ủa sao nãy thấy người chết? Không, người chết mà sống. Hỏi người chết là sống là sao? Nằm chim bao thấy cái người đó đang sống, nhưng mà giật mình thức dậy rồi mình mới nhớ người đó đã chết, chứ không phải là thấy người đó chết. Mà nằm bao thấy người đó sống đi với người đó, nhưng mà khi giật mình thức dậy thì nhớ người đó đã chết rồi. Đó gọi là thấy người chết, chứ không phải là thấy người ta chết. Đó có gì cổ sợ quá trời luôn. Cổ la bây giờ nghe nói là người ta về người ta rủ la không. Đừng có sợ hết. Tức là mình nằm bao chẳng qua ký ức thôi, ký ức của mình thôi, chứ không phải là thiệt. Nhưng mà nếu mà mình có sợ quá thì mình lên mình niệm tới Quan Âm đi. Ở niệm thứ tư nè, nguyện thứ tư nè, Đức Phật Quan Âm dạy nè: Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quan Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm. Nếu mình sợ nguy hiểm bắt đầu mình ngồi xuống mình niệm tới Quan Âm, niệm Quan Âm nè, thần chú Quan Âm nè. Chúng ta có thể niệm danh hiệu Quan Âm, có thể niệm thần chú Quan Âm, có thể kiết ấn Quan Âm. Có gì ấn Quan Âm, chúng ta kiết ấn hai tay cũng được nữa. Rồi chúng ta niệm chú Quan Âm, chú Âm. Ví dụ như chú Chuẩn Đề nè, ví dụ như là chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn nè, ở mình đi Bắc Mê Hùm nè, hoặc giả là chúng ta chú Đại Bi, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nên quý vị đừng có chọn phương án là thức. Cổ là giờ không dám ngủ, mở mắt cho đừng ngủ, ngủ sao nằm bao thấy người chết. Nghe chưa? Là nằm bao chẳng qua ký ức thôi, gì đâu sợ dữ gì. Dạ quý vị. Cho nên đó, mình có thể nằm bao thấy người sống, có thể thấy người đã chết, đó là chuyện bình thường. Tại vì trong pháp giới là không có khái niệm chết,
mà ở trong pháp giới chỉ thay đổi hoàn cảnh sống mà thôi. Ví dụ như chúng ta đang ở cõi con người, chúng ta qua cõi khác chúng ta ở, thì mình phải mất cái thân người mình mới qua cõi khác được. Nếu người mà không mất thân người qua cõi khác thì người đó phải có thần thông, còn không có thần thông thì không thể qua cõi khác được. Có thể qua cõi khác ở trong mơ thôi, hoặc là trong mê thôi. Có nhiều người mê qua cõi khác, rồi lúc tỉnh dậy đó mới nói lại, à đã qua cõi đó, cõi đó, cõi đó nha. Thì có người chị sanh á, cái bị băng huyết, cái mất máu á, rồi cầu cổ á, huyết áp hạ là người ta đo là muốn bằng không luôn đó, tức là đi lâm sàng là chết lâm sàng luôn á. Vậy lúc đầu á là người ta cấp cứu dữ lắm, khoảng mấy tiếng gì đó mới tỉnh. Tỉnh gì cầu học thấy ghê lắm, gọi là trời nó nhẹ gì hết sợ luôn, mình đi như là như bay với nhẹ hiu vậy đó, à, đi nhẹ lắm, lướt trên ngọn cỏ không, gọi là đi tới nơi này thấy kia vui quá không muốn về luôn. Rồi lại sao thấy cái ông kia, thấy ông kia cái đầu theo ông kia là thôi không có được theo ổng, ổng ở cõi khác, con ở cõi khác, con còn là chồng, còn con, còn nuôi con nhỏ nữa, thôi về đi. Mà là thôi cho con theo đi chơi vui quá. Ông kia, ổng cầm, ổng xô một cái, cổ té bật ngửa qua lên, giật mình, đang nằm ở bệnh viện. Cổ la vừa giật mình lên một cái mình cổ nặng như đá vậy đó, đau quá, nhúc nhích nổi luôn. Cổ la nghiêng một chút xíu, cái ngón tay em dở không nổi lên luôn, nó nặng vậy đó. Còn mà lúc mà cổ mê á, dân gian gọi là siết hồn mê, cổ nó nhẹ dễ sợ luôn, cổ đi chỗ này chỗ nó, cổ la ôi ơi mai mốt mà cổ đi được nhẹ vậy đi tốt luôn, khỏi quay về nhẹ lắm. Mà đó là mê thôi chứ không phải là thiệt. Nếu thiệt vậy đó quý vị là ngon lành nè, nghe ra đi nhẹ nhàng thanh thản, chéo chân kiết già 1, 2, 3 rét về Tây Phương rồi xong. À, hoặc về cõi trời rồi xong, hoặc về cõi người xong, à, có công phu thiền định ngon lành. Cho nên đó quý vị á, có gặp tà ma yêu quái quỷ mị mà hãm hại mình sợ, nên có nhiều người sợ. Đã thầy có người nói vô tay con thầy, rồi có cái người kia nói rồi con nằm ngủ kế bên, có người nằm kế bên con, giờ làm sao? Niệm Quan Âm đi, Quan Âm trong cái nguyện thứ tư nè là tà ma yêu quái, ngài quyết cứu khổ chúng sanh, niệm cái là trừ tà ma là yêu quái liền, à, nam mô à, hàng tà ma trừ yêu quái Quan Âm Như Lai nè, sao mà không nguyện? À, quý vị còn hàng ngày mình cúng nước cúng bàn thờ đó, rồi mình gót mình uống, mình nguyện Quan Âm Bồ Tát anh nhờ thần lực Đức Quan Âm Bồ Tát như người bệnh rồi đó, mà chịu không nổi chịu không hết á, gọi là à, bệnh à, bệnh ca. À, bệnh cancer á, nó chịu không hết á. À, thì lúc đó đó mình để cái ly nước trên bàn thờ mình cúng, mà mình trì chú, mình chú nguyện cúng Quan Âm, mình lại 12 lại của thập nhị nguyện độ thoát chúng sanh nè. À, xong mình thỉnh nước mình cúng. Có nhiều người thỉnh nước cúng một thời gian uống giảm bệnh. Nhưng mà mình nhớ cúng cái ly cho sạch, cho đẹp, rồi sau đó mình lấy cái ly đó mình rót qua cái ly của mình. Nè, mình uống, mình nguyện qua mình lại 12 lại. Yeah, thì tất cả các nguy hiểm gì trong thân nó tốc ra hết. Đó là nội tà, là phía bên trong mình nó gọi là nội tà. Mình uống nước vào là nó tan cam lồ bạch thủy, mà nó tan cái nội tà từ phía bên trong. Có gì tin tưởng đi, là uống nó hết. Anh này là trong 12 nguyện qua nghe nói rồi. Cái nguyện thứ 5 á quý vị, Nam mô Thanh Tịnh Bình Thì Dương Liễu Quan Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. À, thì gọi là nhành dương liễu, à, dịu dàng dúng vào nước ngọt mát trong bình thanh tịnh để rưới tắt lửa lòng của tất cả chúng sanh. Tức là ngài nguyện gì đó. À, nên nguyện thứ 5 là Nam mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quan Âm Như Lai Cành Dương Liễu. Rồi Tịnh Bình Dương Liễu Cam Lồ Sái, à, tức là rải khắp nơi để nguyện
chúng sanh thoát khỏi những cái nóng bức của tâm hồn, thoát khỏi những đau khổ nóng bức của các cái phiền não. À, nên đó là nên mỗi khi mà chúng ta bị phiền não, bị nóng giận sân si, nó đốt lửa lòng, đốt cháy rừng công đức mà. Nóng giận sân si trong lòng của mình nguyện tới Quan Âm. Nên đó, Nam Mô Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy, Nam Mô Thanh Tịnh, rồi Bình Thùy Dương Liễu, Nhành Dương Liễu và Tịnh Bình. Nè, dương nó cứng, liễu mềm. Quý vị, liễu có hai loại liễu nha. Cái liễu cọng nhỏ, liễu cọng lớn. Liễu cọng lớn bờ sông mình là cái liễu cọng lớn nè. Còn mình đi ra hồ gươm á là cái liễu cọng nhỏ. Quý vị có nghe cái bài hát mà siêu siêu liễu rủ mặt hồ gươm không? Đó, tức là buổi chiều nha, mình thấy là liễu bay thước tha như cái mái tóc. À, cho nên á liễu mềm. Còn nhành dương á là cái phi lao á nó cứng. Nhưng mà Quan Bồ Tát cầm cái nhành dương liễu vừa cứng vừa mềm. Cái này là cái cây biểu tượng thôi nha, chứ không phải là cây dương, không phải là cây liễu, mà là nhành dương liễu. À, tịnh bình là bình nước thanh tịnh. Cam lồ là nước ngọt mát. Cam lộ là nước ngọt mát, cam là ngọt. Cho nên ở trong đó có nước ngọt mát rải khắp tất cả chúng sanh, để cho chúng sanh thoát khỏi cảnh nóng bức của tâm hồn, tức là phiền não, não nhiệt của tâm hồn, bởi những cái tâm sân giận, sân si, phiền não nó làm cho tâm mình nó bốc quả lên. Cho nên lúc đó mình không có tu thiền định, không tu thiền quán được. Thì chúng ta niệm tới danh hiệu Quan Âm và mình hướng tâm về cái tâm sân si của mình, nên sẽ có tịnh bình dương liễu Quan Bồ Tát á, cam lộ sái tâm nguyện, tức là đi vào ở trong tâm của mình để dập tắt cái ngọn lửa lòng của chúng sanh bằng nước ngọt, nước bích ma ha, cam lồ bạch thủy. Cho nên mỗi khi mình giận hờn sân si ghét ghen quá chịu không nổi, rồi tâm dục não nhiệt khởi lên chịu không nổi, lúc đó mình ngồi xuống thanh tịnh, mình niệm tới Quan Tham Bồ Tát: Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Cho nên đó, mình nguyện tới Đức Quan Tham Bồ Tát thì Ngài liền đến cứu khổ mình. Nếu tâm mình càng thanh tịnh chừng nào thì cái lời của mình nó xuyên muôn trùng thế giới, nó khế hợp với ngôn ngữ Đà Ra Ni. Mình niệm mình đừng có quản, mà miệng niệm lỗ tai mình nghe: Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Tham Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Tham Bồ Tát. Đọc thần chú cũng được nữa. Thất Phật diệt tội chân ngôn, ly bà đế, cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha na đế, ti ni nệ đế, ma ha già đế, chân lăng càng đế, ta bà ha. Ở mình đi bắt mê hồn, khệ thủ quy tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi, ngã kim sinh tán, đại chủng đề di nguyện từ bi thì gia hộ. Nam mô tát đa nẵm tâm miệu tâm bồ đề cu chi nắm đắc điệp tha án chiếc lệ chủ lệ chủng đề ta bà ha. Nếu mình niệm cái bài chú nào mà mình cảm thấy xúc động, mình cảm thấy là nó gần gũi thân quen mình lắm. Riêng về cá nhân của thầy á, thầy thường hay niệm bài chú chủng đề. Tại không biết sao niệm cái bài chú đó thì nó quen lắm, quen đời này, kiếp nào đó không biết nữa. Nên ngày xưa cách đây khoảng gần 30 năm, hai mấy năm, thầy ngồi thầy niệm cái bài chú đó, ở trên gác cái người chị có mấy cái trái mà pizza để trên gác mà không biết con mèo nó chạy làm sao mà rớt cái pizza xuống. Thầy ngồi đây đâu thấy đâu, đang ngồi này nè,
tự nhiên mình giơ tay lên, mình đưa tay lên mình chụp một cái, nó dính nguyên cái trái bị da ngay chân cái đỉnh đầu mình luôn á. Cái trái bị da mà cái trái đó nó nặng dữ lắm, nó như cục sắt vậy đó. Mà không biết sao đang nhắm mắt niệm mà mình giờ không có nhớ là được. Niệm bài chú chuẩn đề đó đó. Thì đang ngồi niệm chú chuẩn đề thường thường á, niệm ngày nửa tiếng. Giác chưa đó, người ta nghỉ, mình không nghỉ, mình ngồi niệm, ngồi sắp bằng vậy đó. Chứ lúc đó không có kiết già bán già, ngồi sắp bằng hay ngồi thoải mái đó. Cái chắp tay niệm khệ thủ quy tô tất đế đầu chỉ linh lệ tới câu chiên các kim xương tán đại chứng đệ nguyện từ bi thị gia hộ nam mô tát đã nắm tâm hiểu tâm bồ đề câu chiên nắm đáp thì ta ái chiếc lệ chủ lệ chứng bà ta không biết sao mình tự nhiên mình giật mình giơ tay lên chụp dính luôn cái trái đây nè. Tới bây giờ không giải thích được luôn, mà tự mình chụp chứ không ai chụp cho mình chứ á, mà không biết tại sao mình chụp cũng không hiểu luôn. Tự nhiên mình quản cái mình giơ tay mình chụp cái nó giơ gớt vô luôn cái tay đây nè, giống hệt như hứng vậy đó, trên đầu luôn nè. Có nhiều người ta nói là trùng hợp, nhưng mà riêng thầy á, thầy tin vào Đức Quán Thâm Bồ Tát ẩn hiện đâu đó. Mình có duyên lành vậy đó, chắc đệ tử ngày nhiều đời nhiều kiếp vậy đó, rồi là mách bảo mình không biết tự nhiên chụp đây nè. Nói mê tín cũng phải mê tín đó, tại mình chụp nên mê tín gì, dở lên chụp không ai nhắc chứ, đang trì luôn á, đang nhắm mắt trì luôn á, bởi vì mình đối với mình mà mình còn không hiểu nữa mà. Thầy đi bên Mỹ đi từ 3-4 giờ sáng đi tới chiều, bay mấy chuyến máy bay luôn, tuột đường quýt không ăn gì chứ. Có tiền mà nó máy bay local của Mỹ á, máy bay nhỏ không à, chở có mười mấy người không có toilet luôn, máy bay gì đó nhỏ xíu vậy đó, không có bán tiền, bán quẹt thẻ không, mình đâu có thẻ đâu. Rồi chịu luôn, không uống miếng nước luôn, không ăn luôn, đâu có nước đâu uống, cứ gặt cái nó chen phơ chen liên tục đáp xuống đây, nó bay đi tiếp không có ấy luôn. Mà nghĩ cơ đâu 3-4 giờ sáng mà tới chiều đâu, lúc đó khoảng 3-4 giờ chiều thì cũng khoảng gần 12 tiếng đồng hồ không có một giọt nước trong miệng, mà không có miếng đồ ăn luôn, lạ quắc không à. Mà mình á thì có tiền thì có tiền đô, nhưng mà nó thẻ không à, quẹt thẻ không có cho mình lấy tiền trả không chịu. Rồi thôi gái ngồi đó, tự nhiên lúc mà bay đi lên giữa không trung á, mình nó lạnh như nước đá vậy. Tức nó lạnh xuống mình thấy là lạnh, là tê tay chân mình, mấy tê tay chân á. Lúc đó mình niệm tới Quan Âm. Lúc đó thôi rồi, xứ người có một mình một, không ai hết chứ. Bắt đầu nhắm mắt nè, niệm Quan Bồ Tát. Niệm có chừng 2-3 phút thấy nguyên cục lửa trên đầu nè. Nóng chứ không phải cục lửa, mà nóng từ dài xuống, nóng mình dài xuống á, nóng từ trên đầu nóng xuống. Nhằm khi mình suy nghĩ cho lúc đó mình định, mình tập trung tâm á, mình thiền định á. Nhằm khi cái cơ thể mình á, cái nó đánh thức lên, nó làm cho mình nóng có không chừng nữa. Nhưng mà mình niệm Quan Âm thì mình tin Quan Âm. Nóng tới chân luôn, nóng hổi luôn. Bình thường luôn, nó không có no nhưng mà không đói nữa. Đi bình thường luôn, xách cái carry on nó kéo bình thường đi luôn, không có sao hết chứ. Rồi tới nhà Phật tử tới tối mới ăn cơm, từ sáng mai giảng. Không biết ai đi mua transfer qua 3 cái chiếc máy bay luôn, mà hãng Southwest thì thôi đi một lần sợ luôn. Qua mấy chuyến sau thủ trong cặp bánh mì rồi kẹo gì quá trời, để cặp để lúc đó ăn chứ giờ không có thẻ. Qua cái chuyến sau khôn, vừa qua tới bên Mỹ mở vô cái ngân hàng mở cái thẻ, mở có thẻ đi quẹt, nhưng mà không biết xui làm sao, đi có người ta đi theo không à, tức là đi đâu có Phật tử đi theo hết trơn á, đâu có quẹt miếng nào đâu, tới về luôn không quẹt miếng nào chứ, cũng như không luôn. Cái nguyện thứ sáu á quý vị, Nam Mô Từ Bi Năng Hỷ Xã Quan Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Có nghĩa là Ngài thương xót đối với chúng sanh, sẵn sàng từ bi hỷ xã, là thương yêu cứu khổ và quan hỷ với tất cả các sai lầm của chúng sanh.
và bình đẳng cứu khổ chúng sanh, bình đẳng nguyện. Chứ không phải đây ăn cướp thương cứu, gọi nay là hiền tôi cứu. Không, ai mà niệm tới danh hiệu Ngài, hướng về Ngài là Ngài cứu. Dầu đó là bất kỳ ai quay đầu niệm tới Quan Thâm Bồ Tát, lỡ ngày hôm qua mình làm tầm bậy, mình là người ác, ngày hôm nay mình sám hối, mình quay về Đức Quan Thâm Bồ Tát mình nguyện, thì Ngài cũng cứu như thường. Chứ không phải là ôi hôm qua ăn cướp, bữa nay không cứu. Người ta quay đầu rồi mà, quay đầu là bờ, hồi đầu thị ngạn mà. Đâu có gì. Nên bất kỳ người nào nếu niệm tới Quan Bồ Tát là người ta phải quay đầu về Phật, về Bồ Tát. Cho nên Ngài rất là bình đẳng, nên quý vị đừng sợ. Nên có nhiều người á, niệm tới Phật, niệm tới Bồ Tát mà thấy mình lỗi lầm tùm lum la chứ không dám niệm. Niệm đại đi, ai mà không có lỗi trên đời này, hiểu chưa? Nhân vô thập toàn mà. Có nghĩa là con người không phải ai cũng là 10 điều đều tốt đẹp hết. Nên có cái ông kia ông ái mộ ông thầy ổng. Ổng là thầy tôi á, là ai không biết chứ thầy tôi không có lỗi lầm gì hết. Cái ông kia ổng mới phá cái lý luận của ông này. Ổng nói với ông này á, nói là bây giờ trên đời phàm là người ai cũng có lỗi hết phải không? Cái ông đệ tử ông nói đúng rồi, phàm là người ai cũng có lỗi hết. Cái ông này mới nói tiếp, vậy thầy ông có phải là người không? Cái ông kia là thầy tôi là người chứ nữa, vậy thầy ông cũng có lỗi. Nói vậy ông kia không mới chịu. Tức là ông thầy không có lỗi làm gì chứ. Cho nên ở trên đời này quý vị ai cũng có lỗi. Có lúc chúng ta rất ác. Nhằm khi mình suy nghĩ lại, cái quãng đời qua có lúc mình cũng ác. Có thể lúc mình ăn cắp, lúc mình ăn trộm, lúc mình chửi, lúc mình mắng, lúc mình nghĩ ác đối với người ta, dần dần. Con người không phải là lúc nào cũng thiện đâu. Có lúc tùy hoàn cảnh mình có thể có ác với những người khác. Nhưng mà dầu mình là ai, ác tới cỡ nào, nếu mà hồi đầu quay lại hướng thiện, quay đầu niệm tới Đức Quan Âm, thì Quan Âm đều cứu hết nếu chúng ta khổ. Nên đó Quan Âm á, Ngài không phải là Ngài bay tới Ngài độ mình không. Đó là hóa thân, là ứng thân, Ngài độ nhiều cách khác nhau. Nên ở trong phẩm Phổ Môn á, Ngài nói rằng á, khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát. Khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di, để hóa độ chúng sanh. Nên thầy có người quen đi qua Santa Ana ở Mỹ á, chạy lại tới nhà thấy ông thờ Quan Âm, là trời chú quy y nào vậy, pháp danh gì? Ông là tôi có quy y đâu, là không quy y sao thờ Quan Âm ngon lành vậy? Ông là không phải, tôi không quy ai hết trơn. Ông là tôi không quy ai hết trơn, nhưng tôi thờ Quan Âm vì lý do tôi xưa tôi đi lên biển á, con tàu nó phá nước, sóng đánh giết nó phá nước, nó vô nước ào ào chứ ngay. Còn mấy phút nữa là chìm tàu mà giữa biển mà trời chiều 6 giờ chiều nó đen kịt, là tới tối đen mà sắp chìm tàu cái đó chết chứ ai cứu, ai cứu hộ. Mấy trăm người ta trên con tàu. Ông nhớ là nhỏ, ông đi chùa với bà ngoại gì đó, phải là chừng nào mà gặp nạn gì đó con niệm tới Quan Âm, Quan Âm cứu nghe con. Ông nhớ quỳ xuống niệm, ông Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát. Cả tàu quỳ hết luôn nghe ông niệm á, dơ dơ cũng là cả biển mà đang mưa gió mà ông niệm dơ 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 niệm, có nhiêu niệm hết. Ông là niệm chưa đầy phút nữa là gió nó quận là thấy cái cột nước, thấy nguyên cái hình Quan Bồ Tát bằng nước ở trên mũi tàu á, quận lại thấy nguyên cái hình rành Quan Bồ Tát trên mũi tàu á. Ồ, người ta niệm lớn nữa, bầu gió đổi chiều. Gió chiều này nè, đầu đổi là chiều này. Nó đánh chiếc tàu cập vô đảo. Cập vô đảo, đảo thì là nó cạn á, cập vô không chìm nữa thì người trên đảo người ta ra cứu. Cứu người ta đưa đi qua ở bên Mỹ. Nên hết cái tàu đó ai cũng tin tưởng Đức Quan Âm hết trơn á. Người ta thờ. Nhà thờ Quan Âm mà người ta không quy gì hết trơn á.
Cái đó là trong lòng tin tín ngưỡng của dân gian. Nên Quan Âm Bồ Tát có hai vị ở trong lòng người lận. Vị thứ nhất á, là tín ngưỡng của dân gian. Vị thứ hai là Bồ Tát của Phật giáo. Quý vị nhớ nha, ta thờ Quan Âm với hai cái tín ngưỡng và Bồ Tát Phật giáo. Quý vị thấy cái thờ độ mạng không? Quan Bồ Tát á, độ mạng nữ, Chúa Tiên, Chúa Ngọc, đúng không? Quan Âm Bồ Tát, đúng không? Độ mạng nữ á, quý vị lật Tam Thế Diễn Cầm ra cây, độ mạng nữ á, là và Chúa Tiên và Chúa Ngọc và Quan Âm Bồ Tát, độ mạng nữ. Rồi độ mạng nam á, cậu Tài, cậu Quý, ông mà Ngũ Công Dương Phật, ta kêu Ngũ Công Dương Phật, ta thường dân gian kêu á, đó không phải là của Phật giáo. Rồi ông Quan Thánh Đế Quân, rồi các cái vị khác nữa. Cho nên đó là dân gian ta thờ. Còn ở trong Phật giáo á, thì là Quan Tham Bồ Tát. Có thể là thờ riêng, có thể là thờ như là Tây Phương Tam Thánh, đó là A Di Đà, Quan Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì ở trong kinh Pháp Hoa nói Quan Bồ Tát với Đại Thế Chí Bồ Tát là hai vị Bồ Tát thượng thủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngày đêm ở bên Đức Phật A Di Đà để cứu khổ chúng sanh. Cái niệm thứ 7 đó quý vị, Nam Mô Chú Dạ Từng Vô Quái Ngại Quan Âm Như Lai Thệ Diệt Tam Đồ Nguyện, đêm ngày đi khắp đó đây để cứu khổ chúng sanh ra khỏi sự bức bách của tam đồ. Và tức là kể cả ngày cả đêm luôn, dạ là ban đêm á. Như vậy á thì cái ngày và đêm đi tất cả các nơi để cứu chúng sanh khỏi tam đồ khổ. Quý vị biết tam đồ, tam đồ khổ là ba cái ngục khổ, đó là ba nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ta gọi là tam đồ khổ. Nên cứu chúng sanh khỏi tam đồ, ta sợ lắm ba nơi này, cái cảm thọ khốc liệt, cảm thọ đau khổ đến đau khổ khốc liệt. Ở địa ngục là tâm tử, là tâm sân. Ở cõi ngạ quỷ, tâm tử là tâm tham. Ở cõi súc sanh, tâm tử là tâm tà kiến. Thì đi đến ba cái cõi đó, mà ba cái cõi đó là cảm thọ đau khổ và đau khổ khốc liệt ở ba cõi đó. Cõi địa ngục khỏi nói, xuống đó một cái mà không biết ngày nào ra đâu. Đau khổ lắm mà cõi địa ngục lắm. Cho nên á, mình có nổi sân lên cái mình niệm Quan Âm đi cho tiêu tâm sân, chứ thể diệt tam đồ mà ba cõi. Nên mình có tham lam cái gì thôi, bớt tham dùm cái đi, tham có cũng để lại cho người khác chứ có xài hoài đâu. Mình có tham chút xíu mình cứ nghĩ là mình có gì đâu, bây giờ có cũng để lại cho người khác. Có tham chút xíu thì mình nghĩ mình phải chia sẻ cho người khác, chứ mình giữ lại cũng để lại cho người khác. Nhắm mắt còn có gì đâu, mình cứ nghĩ vậy đi, nó bớt tham từ từ chứ ai cũng tham, chứ không tham này cũng tham kia, tham danh, tham lợi, tham tình, tham ăn, tham uống, tham mặc, tham ngủ, tham nghỉ, đủ thứ á. Và chúng ta tham để bảo vệ chính cái thân này. Cho nên á, ngài quyết chí ngày đêm, không kể ngày đêm, lúc nào cũng độ chúng sanh, nhất là chúng sanh nhân tam đồ và quả tam đồ. Nhân tam đồ là tham sân si, quả tam đồ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nên độ cả nhân quả. Nên Đức Quan Bồ Tát phải là ở cõi này không đâu, nhằm khi ngài xuống cả tới địa ngục, qua cõi ngạ quỷ, qua cõi súc sanh, ngài độ. Mà phải tùy duyên nữa, chứ độ không phải là ai độ cũng được đâu, mà không phải có duyên, duyên lành độ mới được. Chứ không phải ai là niệm tới danh hiệu của Đức Phật, Đức Bồ Tát là được độ hết đâu, mà phải đủ duyên. Nên chúng ta gieo nhiều cái duyên lành và nguyện tha thiết thì mới được độ. Cái nguyện thứ 8 á, Nam Mô Vọng Nam Nhâm Cầu Lễ Bái Quan Âm Như Lai Già Tỏa Gia Thoát Nguyện. Nếu ai quay về núi Hương Nam mà kết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi.
Cái gông cùng xiềng xích này có hai cái. Cái thứ nhất á là cái gông thiệt, người ta bị ở tù, ở ngục, cái gông thiệt. Cái thứ hai là bị trói buộc ở nơi cảnh giới, cũng là gông. Cái gông á, nghĩa đen là cái gông cùm, là cái còng bị bắt, bị police bắt á, là gông cùm. Còn nghĩa bóng á, gông cùm là mình bị ràng buộc. Tức là nếu mà chúng ta bị ràng buộc nơi này nơi nọ là kiết sử á, đó là nghĩa bóng, nó là cũng là cái gông. Cái gông đeo cho nên đó, mình bị gông cùm ở trong tam giới là nghĩa bóng, kẹt luôn ra khỏi. Còn người mà gông cùm thật sự là bị tội lỗi, bị thế gian bắt, thì lúc đó hãy hối hận mà quay về Đức Quan Thâm Bồ Tát, nguyện danh hiệu của Ngài, thì sớm sẽ có ngày cái gông đó được mở ra. Mình đừng có nghĩ á, làm niệm Quan Bồ Tát á, gông nó rơi xuống liền tại chỗ, đừng nghĩ như vậy. Mà nó sẽ rơi tùy vào duyên. Chứ đang ăn cắp trộm người ta, rồi bị còng tay, bị bắt vô ở tù, cái niệm Quan Bồ Tát cái bữa sau ra, không phải. Mà mình thành tâm thành lòng đi, một ngày ngắn sẽ rơi cái gông cùm đó ra, đó là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng là cái gông ở trong lòng của mình á, mình kẹt với cái gì đó, mình không ra khỏi cái đó. Tâm mình tối ngày lẫn quẩn với rượu, không ra khỏi gông cùm của rượu. Tâm ngày cái lẫn quẩn với đánh bài, tâm mình lẫn quẩn á với đề số, lẫn quẩn cá độ đá banh, ra không khỏi. Tới mùa đá banh cái bán xe bán cổ, mượn nợ mượn nần tùm lum, lừa gạt người ta, dần dần cái đó mình bị gông cùm á. Cho nên mình niệm tới danh hiệu của Đức Quan Bồ Tát để tháo gỡ cái gông cùm đó ra. Nên một ngày nào đó mình hết mê, ngày nào đó mình tỉnh. Ơi ơi hỡi trần gian hải tỉnh, trở về nhà mà giải bệnh mê si. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì tâm á, danh hiệu Bồ Tát thì việc gì cũng qua. Cho nên mình trì á, Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện thứ 9 á, Nam Mô Tạo Pháp Thiền Du Khổ Hải Quan Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, ngài đi khắp nơi ở trong biển khổ để độ cứu vớt chúng sanh. Thuyền du, thiền du khổ hải, thiền du, du thiền á, du đi, thiền là chiếc thuyền. Nên á, ở đây á, cái nghĩa đen là ngài đi trên biển gặp chìm tàu chìm xuồng ngài cứu, giống hệt như câu chuyện ta nói nãy đó. Còn cái nghĩa bóng là chúng ta đang sống trong biển khổ, nên đó ngài quyết lao vào trong biển khổ bằng cái thuyền từ bi để tế độ chúng sanh. Đó là biển khổ sông mê đó, biển khổ mênh mông, sóng ngập trời, khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi. Nên đó, ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết, cũng sầu thương, oán giận. Quý vị thấy á, cõi này cõi thu phù là dễ dở, dễ đổ. Cõi vi tế thì khó dở, khó đổ. Cõi mình cõi thô phù, đất nước gió lửa cộng lại thô phù lắm. Ví dụ như cái bông ngắt một cái bứt, cái ly chỉ cần sơ sẩy cái rớt xuống bể nát. Cõi mình là cõi vậy đó, thấy vậy thôi. Chứ một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, mà bạc tài nó cũng tiêu thôi. Quý vị, nó không có bền, không chắc gì hết đó. Cõi này, cõi này mà va chạm cũng tiêu, che lấp cũng tiêu, nắng mặt trời chói cũng tiêu, lửa đốt cũng tiêu, tuyết rơi cũng tiêu, nói chung giặc giả binh đao cũng tiêu, rồi là bệnh tật dây trùng dây khuẩn vi rút nó bay dèo dèo cũng tiêu. Cõi này vậy đó, cõi dễ vỡ. Cho nên á, ngài đi trên cái con thuyền từ bi để tế độ chúng sanh. Nên ở nào có chúng sanh đau khổ trong biển khổ mênh mông ngập trời đó, ngài leo con thuyền từ bi, nên gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.
đi khắp tất cả nơi để độ chúng sanh, nếu niệm tới danh hiệu của Ngài. Cái nguyện thứ 10 đó quý vị: Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Cái này được nè, này á, là mình thích nè. Nếu ai cầu nguyện tu hành, niệm tới danh hiệu của Ngài, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì cái rời bỏ xác thân này sẽ có ở trước á, phía Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái. Tràng Phan Bảo Cái là cái che cái lọng á, ở trước á là dù sao lọng đó, quý giá để đón rước về Tây Phương Cực Lạc, nên niệm tới danh hiệu của Quan Âm. Cho nên trong này nói là niệm danh hiệu Quan Âm cũng được, mà niệm danh hiệu Di Đà cũng được. À, quý vị, Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, Tràng Phan Bảo Cái là cái dù lọng để che đó, mình nói vậy đó, nó đơn giản, tiếp dẫn về Tây Phương. Nên ai á mà có tâm tu ở chỗ này nè, nếu là ai mà có tâm tu nha, tu hành cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, chỉ niệm tới Quan Âm hoặc niệm tới A Di Đà thường xuyên mà mình niệm như vậy, khi chết sẽ được Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Tiếp là tiếp độ, dẫn là dẫn về, tiếp dẫn Tây Phương. Nguyện lực của Ngài vậy đó, là dẫn người ta về Tây Phương Cực Lạc, nếu người đó có tu, có niệm Phật, có niệm Quan Âm Bồ Tát. Nên bữa trước á, có những người hỏi là: Thầy ơi, con cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, con niệm Quan Âm Bồ Tát, con có được giảng sanh hay không? Trả lời: vẫn được, theo 12 nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát. Nam mô Tiền Tràng Phan là trước, là Tràng Phan, hậu là phía sau, Bảo Cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Cho nên đó, mình có niệm Phật, một lòng niệm Phật Di Đà, một lòng niệm Phật thiết tha cho rành, tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Do đó mình cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lúc nào cũng niệm A Di Đà Phật, Nam mô Quan Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Âm Bồ Tát, hoặc Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, miễn có Quan Âm Bồ Tát là được. Còn Nam mô hay phía sau là câu gì cũng không sao. Cho nên nếu có Quan Âm Bồ Tát là được, còn câu trước câu sau câu gì có cũng không sao. Nên khi nghe người ta niệm dài quá, Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát, mà nghe dài quá mình ớn không thuộc. Quý vị có Quan Âm Bồ Tát là được rồi, hoặc Nam mô Quan Âm Bồ Tát, hoặc Quan Âm Bồ Tát thì cũng được nữa, hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được nữa. Quý vị miễn sao có Quan Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát là được. Còn mấy câu nhiều nhiều vô cũng không sao. Cho nên đó, mình á cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có tu hành, có niệm tới danh hiệu Quan Âm là được rước về chắc mẻm luôn. Ngài hứa mà, hứa nguyện thứ 10 mà, đó là rước, là rước mà. Cho nên á, quý vị ở thế gian này hứa thì không giữ lời nha, chứ chư Phật chư Bồ Tát hứa là không sai. Cho nên ở trong kinh Dược Sư á, Ngài A Nan nói: Mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói của chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi. Mặt trời mặt trăng chắc như vậy đó, mà có thể rơi có thể rụng, núi diệu cao núi Tu Di á là chấn ở bốn đại thần châu, tâm của bốn đại thần châu: Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cô Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Đông Thắng Thần Châu. Vẫn đó vậy, nhưng có thể lung lay được đó, nhưng mà lời nói của chư Phật nói ra không bao giờ sai. Nên nói rước là rước. Nguyện thứ 11: Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Ở thế giới của Đức Vô Lượng Thọ, tức Đức A Di Đà đó, Ngài đã được cho biết là biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà để độ tận chúng sanh. Có nghĩa là ở cõi tương lai xa, ở cõi future, ở cõi tương lai xa,
Thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà tiếp độ chúng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên bây giờ mình niệm tới danh hiệu Quan Âm cũng không sao, niệm đến Đức Phật A Di Đà cũng không sao. Cho nên một lòng mình tin tưởng mình niệm tới danh hiệu Ngài, và phải cố gắng tu và cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà thì là tốt đẹp. Cái nguyện cuối cùng mà quý vị, Nam Mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Trại Quan Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện, được thân hình nghiêm trang không ai so sánh được với Ngài, là kết quả của sự tu theo 12 nguyện lực lớn. Có nghĩa là cái báo thân tròn đầy trang nghiêm, phước báo do tu nhiều đời nhiều kiếp, nhiều công hạnh độ sanh khác nhau, nên ngày nay báo thân của Ngài thật là đoan nghiêm, thật là trang nghiêm, mà khó ai có thể so sánh được. Cho nên cái người mà tu nhiều đời nhiều kiếp chừng nào quý vị, thì thân tướng đoan nghiêm, tâm đầy trí tuệ sáng suốt, thì Quan Âm Ngài cũng vậy. Nếu ai theo Ngài tu nhiều đời nhiều kiếp, niệm danh hiệu của Ngài, theo làm đệ tử của Ngài tu nhiều đời nhiều kiếp, thì cũng sẽ được cái thân tướng trang nghiêm như thế này. Cho nên đó quý vị, hàng đêm chẳng những mình niệm tới Đức Quan Thâm Bồ Tát, mà bắt đầu một lời nguyện mình lại một nguyện, mình tu theo cái hạnh nguyện đó của Ngài, thì chúng ta sẽ được vô lượng công đức và phước báo. Đó quý vị thấy không? Nhằm có người là ta thuộc lòng ha, ta nguyện từ nguyện 1 tới nguyện thứ 12 luôn. Nam Mô Hiệu Diên Thông Danh Tự Tại Quan Âm Như Lai Quán Pháp Hoằng Thế Nguyện. Ta lại Nam Mô Tâm Vô Quái Ngại Quan Âm Như Lai Thượng Cư Nam Hải Nguyện. Lại Nam Mô Chủ Ta Bà U Minh Giới Quan Âm Như Lai Tầm Thinh Cứu Khổ Nguyện. Nam Mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái Quan Âm Như Lai Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện. Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thị Dương Liễu Quan Âm Như Lai Dạ Tỏa Giải Thoát Nguyện. Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã Quan Âm Như Lai Cam Lộ Sái Tâm Nguyện. Nam Mô Chú Giờ Từng Vô Tổn Hại Quan Âm Như Lai Thể Diệt Tam Đồ Nguyện. Nam Mô Vọng Nam Nhâm Cầu Lễ Bái Quan Âm Như Lai Già Tỏa Giải Thoát Nguyện. Nam Mô Tạo Pháp Thiền Du Khô Ái Quan Âm Như Lai Độ Tận Chúng Sanh Nguyện. Nam Mô Tiền Trần Phan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai Di Đà Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quan Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nam Mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Tại Quan Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Hiểu gì đó? Tức là hàng ngày mình niệm tới Quan Âm, lên trên bàn thờ Phật mình thuộc cái 12 lời nguyện này, thập nhị nguyện độ thoát chúng sanh. Đó là cái lời hứa, cái lời đại nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khi mà người quay lại niệm tới danh hiệu của Ngài, được Ngài cứu khổ nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều kiểu khác nhau, từ thân cho đến tâm. Nếu chúng ta niệm tới danh hiệu của Ngài, trì mật chú của Ngài, cho nên đó, mỗi khi chúng ta niệm danh hiệu Ngài, trì mật chú Ngài, tâm phải hướng về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên đó quý vị, hôm nay á là ngày vía của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để kỷ niệm là một quá thân, một ứng thân của Ngài ở tại thế gian này. Ta lấy cái ngày 19 tháng 2 để làm ngày kỷ niệm mà thôi. Cho nên đó quý vị, chúng ta nương vào đó để mà mình tu tập. Từ những cái nguyện lực của Ngài, mình nương theo nguyện lực đó, mình niệm tới danh hiệu của Ngài, sẽ được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đi đến nơi và cứu khổ trong các cái thân khác nhau. Cho nên ở đây có cái câu á, quý vị hỏi nè, chúng sanh trong tam đồ khổ cùng với A-tu-la ác không có cơ hội hiểu được Phật Pháp như con người. Bắt đầu hỏi, trong kinh Ngũ Bách Danh câu 420, Bồ Tát hiện A-tu-la thân thiết pháp, mong sư phụ khai thị. Ta thấy là nó mâu thuẫn. Ví dụ nói địa ngục ngạ quỷ súc sanh cảnh A-tu-la ác là không có
Phật pháp ở nơi đó, tức là cái cảnh giới đó không có cơ hội hiểu được Phật pháp, tại vì tâm không đủ trí tuệ. Nhưng mà ở đây nói là Bồ Tát hiện Atula thân để thuyết pháp, tức là hiện thành Atula. Ở đây đang nói rằng tất cả chúng sanh ở trong pháp giới đều có khả năng tu thành Phật. Nếu là chúng sanh hữu tình đều có khả năng tu thành Phật, và tất cả chúng sanh hữu tình đều có khả năng hộ pháp. Như là Bát Bộ Thần Kim Cang, Trời Rồng Dạ So Càng Thắt Bà Khẩn Na La Ma Hầu Na Già Nhẫn Phi Nhẫn, vân vân, Trời Rồng Atula đều có khả năng hộ pháp. Mà đã hộ pháp thì có khả năng thuyết pháp. Còn các cái cõi đó không phải là tất cả đều không có khả năng, mà là nhân duyên lành với Phật pháp các cõi đó rất thấp, tại vì trí tuệ kém, chứ không phải nói 100% là không có. Ví dụ như ở cõi Atula cũng có rất là nhiều người tu, các vị tu cõi, thậm chí cõi ngạ quỷ cũng có người theo Đức Phật tu. Ví dụ như trong cái đoạn kinh đó là thần Dạ So đó, là hộ pháp cho Đức Phật đó, đó là thần Dạ So, thần Atula hộ pháp cho Đức Phật, thì cũng tu, tuy là không đủ trí tuệ bằng con người, nhưng mà ta cũng tu. Tại vì ở trong cõi đó có nhiều người phước mỏng, nhiều người phước dày hơn. Có người là phước trí, người phước thiện. Có người phước trí là tinh thần sáng suốt, thông minh trí tuệ. Có người phước thiện là giàu có. Cho nên cõi mình cũng vậy, có người phước trí, có người phước thiện. Có người phước trí là rất thông minh sáng suốt mà không có tiền. Có người phước thiện thì rất là giàu có mà không có trí tuệ. Còn người cả phước trí, cả phước thiện luôn thì đầy đủ hết, vừa trí tuệ thông minh sáng suốt, vừa có tiền có bạc dư dả. Do là nhiều đời nhiều kiếp người ta gieo cái nhân là mình là cho tặng của cải vật chất cho mọi người, hay là tặng cái trí tuệ khai mở khai thông cho mọi người, mà hôm nay được cái quả báo sai biệt khác nhau. Cho nên là Đức Quan Bồ Tát hiện thân tất cả các cõi, tất cả các loài, chứ không có riêng gì loài người. Đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà tại sao mà Ngài hiện thân tất cả các loài để làm gì? Tại vì chúng sanh chấp thủ, cho nên hiện đến loài đó thì độ người loài đó mới dễ dàng. Chứ mình loài này qua cảnh giới kia nhằm khi người ta không nghe. Nên bữa đó đó có ông đó ông nhậu quá trời nhậu luôn. Thầy hỏi là ông Quy Y Tam Bảo ông giữ gìn năm giới, ông nhậu quá trời vậy. Ông là con nhậu con độ sanh thầy ơi, hỏi sao vậy? Là hạnh Quan Âm, khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, cần hiện tỳ kheo đi, hiện tỳ kheo đi. Khi cần vô bằng nhậu độ, vô bằng nhậu, nhậu độ luôn. Đó là nói là Quan Âm, Ngài đi đến đâu, Ngài không có nhiễm trần. Còn ông vô đó, ông độ một thời gian, ông ghiền rượu ông ơi. Ông vô, ông nhậu mà ông độ, bây giờ ông độ được ai đâu. Ông còn ghiền rượu trước người ta nữa, độ ai. Nghe ông nói thì nghe thì nó đúng, mà Quan Âm mới độ vậy, mình đâu phải là Quan Âm. Tức là người nào bất nhiễm đi vào nơi ô nhiễm để độ người ô nhiễm, chứ không phải là chúng ta đầy tâm dục vô nơi ô nhiễm độ người ô nhiễm, vô đó nó độ ngược lại mình, quý hiểu không? Nên mình bất nhiễm mình mới đi vào cảnh ô nhiễm. Nên ở trong tinh thần của Đại Thừa Phật giáo, tâm đã bất ô nhiễm rồi thì dầu cho ta trà đình tủ điếm gì đó nữa thì các ngài cũng không có bị ô nhiễm. Tại vì tâm đã ly nhiễm, đã không còn nhiễm nữa. Nên dầu bất kỳ chỗ nào thì ý nghĩa vậy thôi, chứ không phải là trà đình tủ điếm không nhiễm. Mà là cái tâm bất nhiễm rồi thì dầu cho những nơi đó vẫn không nhiễm. Còn tâm mình nhiễm, mình vô mình nhiễm liền, chứ lúc đó phải chánh duyên. Nhà Phật vậy đó, nếu tâm nhiễm thì phải chánh duyên. Tâm không nhiễm thì chỗ nào cũng được. Nên thấy người ta đi chỗ nào cũng được bắt chước theo, người ta không nhiễm mình nhiễm. Ví dụ nè, người ta tu á, người ta không có chấp, nên ai cho gì ăn nấy, cúng gì ăn nấy, nhằm khi đồ mặn cũng ăn luôn, nhưng mà người ta đắc la hán, tâm không nhiễm, nên ăn gì cũng không nhiễm hết á.
là đi khất thực độ sanh. Còn mình bây giờ á, mình ăn bắt đầu mình lựa nha, lựa con này con kia con nọ này nọ, tâm mình nó ô nhiễm. Nên á, là mình đi sát sanh, mình ăn thịt chúng sanh. Nè, còn các vị đã tâm bất nhiễm rồi, độ để qua ngày thôi. Nên các ngài đã không còn nhiễm nữa, nên không có cầu thịt con này cầu thịt con kia để ăn, ai cũng gì ăn đó. Cho nên đó, mình hiểu là được Phật pháp, làm hiểu là được tâm bất nhiễm thì chỗ nào nó không nhiễm. Còn đã tâm đã nhiễm thì mình phải tránh, chứ đừng có bắt chước người bất nhiễm. Quý hiểu không? Tâm mình còn nhiễm thì mình phải tránh duyên, chứ đừng có bắt chước người bất nhiễm. Người bất nhiễm ta đi chỗ nào cũng không nhiễm, chứ còn mình cũng đi chỗ nào hết. Mình là phải tách ly ra, cái chỗ không nhiễm mình mới tới, chỗ nhiễm mình không tới. Còn cái gì đi độ sanh là tâm bất nhiễm thì chỗ nào ta độ cũng được, ta đi cũng được. Nên không nên bắt chước, chỉ bắt chước cái cách tu thôi, chứ không có bắt chước cái sở hành đạo. Hành gì nổi thôi các ngài hành. Nên là rất cảm ơn quý vị Phật tử đã chia sẻ vào tối hôm nay. Và thông qua kinh Zoom online thì thầy cũng nói là các trang Facebook của chùa mình không có bán thuốc, nên mọi người hãy cẩn thận. Có người quen cũng nói cho người ta biết.